cái gì mà tôi muốn nó khác hơn là tôi bị. Tiếng Mỹ nó rõ I want hay là I have to. Cái gì mình I have to do is more different than I like to do, I want to do. Cái gì mình muốn là được. Cho nên cái muốn đó, nhà Phật gọi là dục phải không? Mà dục này mà dục hướng thượng gọi là muốn tốt. Có nhiều người đã sống cả đời ta dục hướng hạ. Cái đó là Phật nói vậy. Cho nên con là người là con muốn, nhưng mình phải có cái trí tuệ để mình biết mình muốn cái gì. Ví dụ mình muốn tu, muốn tu thì phải vượt cái phiền não. Đó là cái một cái bài sáng. Mà thưa đại chúng, Phật ấy, Phật có cái đó, mình có không? Có. Phật như một vầng trăng, tâm thanh tịnh của mình như một dòng nước. Chùa này tên là Trình Thủy. Trình là gì? Lắng trong. Thủy là nước. Trình Thủy nghĩa là nước lắng trong. Mà nước lắng trong là gì? Là cái tâm tịnh của mình. Khi mà cái tâm mình tịnh rồi á, thì cái gì nó rọi xuống nó thấy trắng. Còn nếu như mà trăng mà cái nước của mình mà nó liều liều vậy, nó cứ động hoài, thì trăng có soi đẹp được không? Không. Cũng như thế, dù cảnh có đẹp mà tâm chưa tịnh thì tự nhiên không đẹp. Cho nên người ta mới có cái câu thơ đó: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái cảnh vốn nó không có buồn có vui gì hết á, nhưng mà do mình, hễ mà tâm mình vui thì tự nhiên mình thoải mái, thấy cảnh gì cũng đẹp. Khi mà tâm vui còn ăn cơm nước tương cũng khen ngon, khi mà tâm buồn ăn bào ngư di cá cũng chê vợ, thậm chí nó nuốt không trôi. Tại sao không trôi? Mặc dù đang hút canh mình nuốt không trôi, tại tâm buồn. Cho nên trong kinh thi có một bài nữa: Bồ Tát thanh lương nguyện, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát như một phần trăng đẹp, gọi là Bồ Tát thanh lương nguyện. Du ư tất cánh không, đi ngang qua một cái cảnh rất là trống vắng. Vừa diễn tả cái cảnh vậy đó, trăng đi ngang qua một cái cánh đồng, một cái chỗ rất đẹp. Đó là cái hình ảnh ví dụ nghe. Bây giờ nói mình nè: chúng sanh tâm cấu tận. Nếu chúng sanh mình cái tâm mà bỡn nhơ, nó tận nó trừ đi rồi, thì lúc đó Bồ đề ảnh hiện, sự giác ngộ nó hiện ra. Bài thơ đó được dịch ra tiếng Việt: Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Tại mình đang nói trăng. Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Có nhiều vị nói: sao tôi học kinh hoài tôi học không thuộc, bị tâm có tỉnh đâu thuộc. Vậy mà coi phim Hàn Quốc nhớ tên hết trơn. Kim Suko, Sako Kim, hết trơn. Mà nội của mấy ông Bồ Tát trong chùa thôi mà nhớ cũng hết tên. Tôi nói sao chùa nhiều tượng có biết khấn gì thôi, nó Nam Mô Lũ Khổ Phật, Nam Mô Hằng Hà Sa Số Phật. Khi tâm mình tịnh, tức là lòng mình lắng, mà lắng thì khinh nó mới rớt vô được. Còn mình đủ thứ chuyện, lo ngày không đủ, tranh thủ lo đêm, lo bảy rồi lại lo ba, lo cao chỗ muộn, lo già hết duyên, lo đủ. Mà chính cái lo đó cho nên tâm mình không. Hồi nãy có chú Phật tử đó, chú ơi, hôm nay thầy vô thăm con, thiệt là ngàn năm một thọ. Con không thể nào con ngờ được thầy vô thăm con.
bây giờ con không biết nói gì với thầy hết, thôi con Nam Mô Di Đà Phật. Ăn tiền được đó, không rồi nhiều là đủ. Bây giờ đừng nhớ gì nữa hết, chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì nhớ những cái khác là phiền não, chỉ có nhớ cái ông đó là không có phiền não thôi. Còn mình nhớ người nào cũng phiền não hết. Tại vì nếu mình nhớ người đó mà người không nhớ mình đó, thì mình sao? Mình buồn. Mình trong người đó vô thâm mà người đó không trong thì mình buồn. Mình nghĩ người đó vô 1 giờ mà tới 5 giờ mới vô cái hờn mát rồi, nó xong ở nhà luôn đi. Thế này thế kia. Cho nên nhớ, có đối tượng để nhớ là có phiền não. Cho nên á, ở trên bàn thờ Phật, bên này cây đèn, bên này cây đèn, hai cây đèn, Phật có cái sáng suốt đó, còn đây cũng sáng suốt như vậy, hai cây ngang nhau. Có bao giờ mình để cây đèn cao đèn thấp đâu, hai cây đèn phải giống nhau, như nhau dọc mũi ngang mày. Mình với Phật giống vậy đó, Phật cũng lỗ mũi dọc về nè, ngang cái chân mày. Nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Cái tướng thì nó giống mà cái tâm nó chẳng, có phải không? Cũng giống như mình, cũng do mình, cũng do cha mẹ sanh ra mà khổ nỗi. Mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Nên nhà thơ nói em không nói gì chứ. Bữa nay em lặp lại thôi. Trăng rất đẹp. Một lát hồi nãy Pháp Hòa trước khi vô đây, xe đậu trước bên này, Pháp Hòa nhìn lên thấy trăng tròn thật đẹp. Mà mình á, mình lấy trăng mình khen, mình khen. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Nhưng mà cái đó là nghĩ thôi. Perception. Mà tất cả cái perception nào, cái tưởng nào thì cũng đều là vọng. Vọng tưởng. Mà hễ vọng tưởng tới hồi gặp rồi, cái trời ơi, tôi muốn cứu cánh niết bàn. Hiểu không? Hay cái gì tưởng là vọng. Bây giờ mình khen Phật, mình người đời người ta lấy, mình lấy trăng mình khen người đẹp để được lòng người đẹp. Bây giờ mình lấy trăng khen Phật. Khen sao? Phật diện do như tịnh mãn nguyệt, diệt như thiên nhật phóng quang minh, viên quang phổ chiếu ư thập phương, hỷ xả từ bi giai cùng túc. Mình khen Phật. Phật diện tức là mặt của Phật. Mặt của Phật tròn đẹp như là một cái vầng trăng tròn. Phật diện do như tịnh mãn nguyệt. Mãn nguyệt tức là trăng tròn đầy. Lại như mặt nhật phóng quang minh. Khen Phật mà đẹp như trăng, mà sáng rực như ánh mặt trời. Bữa nào mình gặp người nào, cha bữa nay sao sáng sủa quá. Hoặc là bữa nào người đó làm sao, bữa nay sao tối tăm quá. Mình khen Phật. Diệt như nhật nguyệt phóng quang minh, viên quang phổ chiếu ư thập phương, ánh sáng của Phật chiếu rộng khắp mười phương. Từ bi hỷ xả của Phật cũng đầy đủ như vậy. Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, dịch tiếng Việt đó, Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Cũng một bài nữa dùng chữ nguyệt, lấy mặt trăng để diễn tả cái nét đẹp của Phật. Mình khen thân của Phật. Khen thân Phật sao? Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất tử. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng,
Phật tại thế gian thường trú khổ, tâm Phật không đau không từ. Quý vị có đồng ý là Phật ở thế gian thường trú khổ? Giảng cho mình nghe để giúp cho mình giải cái khổ nhân. Nhưng mà mình á, thì ít có chịu nghe phần này. Mình đợi tới quả khổ mình mới xin. Thí dụ mình mới vừa sắp sửa gieo, có đó Phật biểu đừng làm. Nếu mình giúp ngay chỗ đó là khổ không sao. Vì Phật dạy mình á, tu là giúp ngay cái khổ. Giúp khổ là khổ nhân. Nhưng mà mình đợi tới quả khổ mình mới xin. Thì bây giờ Phật cũng ráng thôi chứ biết làm sao. Phật ráng thôi chứ còn không chắc. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, con mà biết lấy chồng khổ, con đâu có thèm lấy chồng chứ. Câu này nghe quen lắm. Trời ơi, tôi biết lấy vợ khổ vậy tôi đâu có lấy chứ. Có nhiều bác 60 tuổi, 70 tuổi đáng bà nội bà ngoại mình biết nói sao. Trời ơi, đó con gặp thầy sớm đâu, con đâu có khổ như vậy. Nhỏ hơn, có quà nhỏ hơn tới nửa đời vậy đó. Mà con gặp thầy sớm được đâu có. Biết đâu chừng giờ gặp khổ hơn. Cho nên á, cái vầng trăng ở trong chùa nó nằm bàn bạc ở trong thơ, nó nằm bàn bạc trong những cái bài kệ mà chúng ta thường tụng để tán Phật. Thí dụ như một cái câu nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những kinh điển lời Phật dạy giống như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Phật chỉ vầng trăng, Phật nói trăng. Nhưng mà mình lầm là cái ngón tay Phật là trăng. Nhưng mà thật sự cái Phật muốn là nói cho mình biết đó là trăng. Còn cái phương tiện chỉ cho mình thấy trăng là gì? Là ngón tay thôi. Cũng như vậy, chúng ta vô trong chùa mặc áo trà, đeo sông chuỗi, tiếng chuông, tiếng mõ, tất cả những cái đó là cái phương tiện, là ngón tay để chỉ cho mình thấy trăng. Nhưng bởi vì chúng sanh nhiều kiểu, nhiều cách, cho nên Phật cũng có nhiều phương tiện. Thí dụ bây giờ mình thích âm thanh, mình thích tiếng đờn, tiếng đàn, tiếng trống, thì bây giờ nhà Phật cũng chế ra những cái pháp khí, pháp cụ để lấy cái âm thanh đó dẫn dắt chúng ta đi vào trong đạo. Có nhiều người đi chùa lại thích tụng kinh, thích tụng kinh mà đi chùa. Rồi có nhiều người thích đi chùa vì nghe thuyết pháp. Có nhiều người thích đi chùa vì gì? Vì có con trai. Ngày xưa có nhiều vị thầy đi tu là tại vì thích chùa có chè. Cho nên nó có cái bài hát hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô khiên nồi chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chè. Hát cho nó vui mà. Tại vì tu thì phải sao? Vui. Vậy bây giờ vui gì giờ? Không có thể nào mà kéo nhau ra đánh bài xì dắt tiến lên. Thì hát những cái bài hát trong đạo, lâu lâu chế ra một hai câu hát cho vui. Quý vị hiểu ý? Tại nhiều khi cái bài mà mình hay đi cúng quá đường, cái chú thị giả mới ra đứng cúng cho đại bàng á, đại bàng kim sĩ điểu khoáng giả quỷ thần chúng. Rồi mấy chú tiểu trong chùa buồn quá, không có chuyện gì, bắt đầu lấy kinh ra chế. Đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Thay vì mình tụng án mục đế to hà, mấy ổng cũng sửa lại án cục tác to hà. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái vui vui như vậy, nhưng mà nó giữ chân cái người tụng. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở trong chùa, nếu chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta nói phương tiện. Nhưng mà nhớ là cái phương tiện của mình phải chuyên chở cho được cái cứu cánh.
cái cứu cánh, cái mục đích của mình là làm gì, chứ không thể dùng một chữ phương tiện chấm hết. Phải nhớ. Ví dụ như bây giờ mình đi tụng đám tang thì người ta sẽ nói thầy chùa tu cả đời chỉ biết có một việc. Nhưng mà mình phương tiện là đi tụng đám tang, nhưng mà mục đích tụng đám tang để độ ai? Độ ai? Độ người chết hay độ người sống? Độ cả hai. Nhưng mà người sống là chính. Tại vì giờ cái người mất á, họ theo cái phong tục mời thầy tới tụng kinh cho nó ấm cúng. Đám tang mà không có thầy thì nó lạnh lẽo lắm, cho phải nhờ thầy tới tụng. Nhờ thầy tới tụng nhưng mà thầy phương tiện thầy đi. Chứ còn đúng ra là ai tu thì đại chứng. Nhưng mà nếu nói vậy thì có gì nữa đâu đó. Thí dụ như bây giờ con của mình, mình nấu cơm xong mình để ra cái chén nó ăn đi con. Nấu ăn nó kệ con, đâu có được, phải không? Không ăn cái mình dụ nó, mình đút cho nó ăn, mình làm đủ trò hết chứ. Phong Hoàng có một cách dụ nít ăn con. Hồi nhỏ mà nuôi mấy, hồi đó mà nuôi mấy chú. Chú nào mà ăn cơm mà ngán, cứ để hoài và nó thôi bây giờ con ăn nãy giờ rồi, còn có mấy muỗng thôi bây giờ con ráng ăn muỗng cho thầy, một muỗng này con ăn cho thầy, rồi ăn muỗng, ăn xong cái con ráng thêm muỗng ăn cho sư ông, con ráng ăn muỗng ăn cho sư cô, đem hết trong chùa ra cái hết chén cơm. Nhưng mà nếu mình nói ăn hết chén này đi con thì nó thấy sao? Ngán lắm, ăn mỗi lần một muỗng thôi mà ăn cho thầy, ăn cho sư ông, ăn cho sư cô. Thì bây giờ mình ở nhà cũng vậy, ăn cho ba một muỗng, con ăn cho mẹ một muỗng, ăn cho bà nội một muỗng, ăn cho bà ngoại một muỗng, đem hết trong nhà ra một lát dư hết cơm rồi mà nhà chưa hết người. Vậy thì quý vị thấy được cái cứu cánh không? Cái cứu cánh là cái chính, còn cái phương tiện thì tùy. Người ta cần thì mình tùy duyên mình gọi. Cái quan trọng là chúng ta chuyển tải được cái mục đích. Chẳng hạn như khi mà mình đi cầu an là mình theo cái tâm niệm của người bệnh đó, hay là người nhà ta có việc, ta nghĩ rằng mình đến đó mình cầu cho người ta an. Đến đó cái mình tới, mình thăm, mình tụng, cái tự nhiên người nhà ta cảm thấy sao? Có bóng dáng của thầy, có tiếng kinh, tiếng kệ về yên. Trước khi bay qua đây là Pháp Hòa ở Chicago, thì có Phật sự bên đó, thì cũng tình cờ có một cái đám tang. Thì cái cô này á, cổ là đạo chúa, cổ đạo chúa. Nhưng mà khi Pháp Hòa đến thì cổ cũng nhẹ nhàng. Và cổ lại cổ nói nhỏ, cổ nói thầy, không biết tôi có dị đoan quá không, nhưng mà nếu lát nữa thầy dễ dẻ cái lò thiêu được không? Phong Hòa nói chuyện dẻ là chuyện của thầy. Thì mình tới mình cầm cái nhánh hoa, mình họa chữ án lam, rồi mình tụng kinh, cái tự nhiên cổ thấy sao? Sạch sẽ. Tại vì cổ nghĩ rằng cái lò nó nhiều người đốt rồi, phải không? Bây giờ mình tới mình dễ dẻ gì nó sạch. Thì con nít nó cũng vậy, hay là chúng sanh mình cũng vậy. Mình gửi lên chùa, tên lên chùa cầu an có ăn được không? Chưa chắc. Nhưng mà nếu mình gửi lên cái tâm lý mình là gửi tên lên chùa, nhờ chùa cầu an, rồi bắt đầu mình về chùa mình tụng kinh nữa, nhờ mình tụng kinh như vậy cho nên tâm mình an. Cho nên nhất thiết tu đa la. Chữ tu đa la nghĩa là kinh điển, âm từ tiếng Phạn là sutra. Thì tiếng âm mà mình dịch từ cái tiếng âm lại từ tiếng Phạn là tu đa la. Như tiêu nguyệt chỉ là như ngón tay chỉ trăng. Cái mục đích chính là chúng ta thấy được vầng trăng. Còn ngón tay hay là cái cây hay cái gì đó để chỉ cho chúng ta. Có một vị thiền sư đang ngồi thiền, tròn lên người một cái tấm mền mỏng. Thì có một cái anh ăn trộm, anh vô anh kiếm hoài, anh lục đồ, anh ăn trộm mà có gì đâu ăn trộm. Cái mà anh lạnh nữa,
giờ thiền sư không nỡ để ảnh đi tay không. Ảnh mới vừa mở cửa ra, cái thiền sư nói con lạnh lắm phải không, canh giật mình. Cái hòa thượng mới lột cái mền đưa cho ảnh. Nó nghèo mà làm pháp, không có gì tôi ăn cắp hết, bây giờ còn đưa tặng mền. Hòa thượng nói thật sự ra cái mền là cái của vật chất, cái mà ta muốn tặng cho con còn hơn cái này nữa, nhưng mà rất tiếc ta không thể tặng được, đó là vầng trăng đẹp. Anh mở cửa ra thì trăng thiết là đẹp ở ngoài kia, thiền sư ngồi hưởng trăng, còn anh thì lay hoay lo ăn trộm. Cái bài, cái câu chuyện đó không chỉ có cái ý đơn giản đó, trăng đẹp đó và trăng sáng đó là tượng trưng cho cái tâm sáng biết ở nơi mình. Nhưng mà cái đó có ai tặng cho mình được không? Không ai tặng được. Cho nên thiền sư mới nói là ta muốn tặng cho con, nhưng mà ta tặng không có được. Thì cũng như vậy, cái gì Phật tổ thầy của chúng ta cũng có thể cho mình được hết. Trời, mình lên chùa mình nói thầy con muốn kinh Niết Bàn, con muốn kinh Bát Nhã, con muốn kinh gì thầy cũng có thể cho được. Nhưng mà sợ con tụng nhiều quá con kinh khủng thôi. Chứ kinh gì thì cũng thờ. Nhưng mà cái quan trọng là con nhận ra được cái vầng trăng ở trong kinh. Cái quan trọng là con có tiếp nhận được cái lời kinh. Mình mà tụng một câu kinh, một bài kinh mà nó thấm ở trong lòng mình, thì cái câu kinh đó trở thành ra linh diệu, là thuốc hay. Ví dụ như lúc nào mình buồn giận, mình nhớ cho được cái câu sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Thật ra cái làm sao mà, cái làm sao mà cho cái mình, tâm mình nó lặng như mặt hồ, để những cái lời đó, cái câu đó nó nằm ở trong cái, ở trong cái tâm. Trăng ấy, và đạo Phật ấy, luôn luôn bất cứ cái gì cũng có thể làm ra một bài pháp hết. Chẳng hạn như chiếc lá rơi, thấy một người mất, nghe một tiếng chuông chùa, thấy hạt mưa, đều là pháp hết. Ví dụ như các vị thấy một vị thiền sư ngồi trên lầu nhìn xuống thấy hoa cúc mùa thu nở, người ở trên lầu hoa dưới sân, vô tư ngồi ngắm khói trồng xuân, vô ưu người với hoa vô biệt, một đóa hoa lòng chợt nở tung. Hoa ở dưới đó lặng lẽ nở vậy, ai ngắm cũng được, ai không ngắm cũng không sao, ta vẫn là ta của tổ nào. Thiền sư ngồi trên này, thấy hoa thì ngắm, có khói trầm thì hưởng. Cho nên thiền sư làm bài thơ: người ở trên lầu, hoa dưới sân, vô tư ngồi ngắm khói trầm sân, vô người với hoa vô biệt, một đó hoa lòng chợt nở luôn. Cũng giống như nhà thơ Bất Thoại, ông đi ngang qua cái hàng dậu hoa đó mà bao nhiêu đời nay, bao nhiêu tháng năm nay, ai cũng đi ngang mà có bao giờ thấy được cái đẹp của hoa đó. Một ngày nọ thi sĩ đi ngang thì thấy bữa nay cái đóa hoa này nó đẹp lạ lùng, nó đẹp hơn những ngày thường. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Hoa đâu có hát hò gì đâu, mà tại sao thi sĩ lại nghe được hoa hát? Chỉ khi nào tâm lặng mới nghe được tiếng hát của hoa. Pháp Hòa tổ chức những cái khóa tu cho trẻ em, Pháp Hòa dẫn mấy đứa ra ngoài công viên, hai dì biểu nó ngồi thiền, có bọn nó ngồi thiền, các con hãy ngồi đây nghe tất cả những tiếng của thiên nhiên. Thì lúc đó nó nghe tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng cây, tiếng thông, mà ngày thường nó có nghe được không? Không. Giống mình không? Đó.
mình cũng nghe đủ thứ tiếng, nhưng mà không có, mình không có cái gì chứ. Nhưng mà khi tâm mình lắng, mình mới nghe. Cho nên ai mà lỡ ngồi thiền á, mà nói trời ơi sao tâm tôi còn động quá, tôi nghĩ lung tung. Nếu biết mình nghĩ lung tung, nghĩa là bắt đầu có chánh niệm rồi đó. Xưa nay mình cũng nghĩ lung tung mà không hề biết, cho nên cứ chạy theo, chạy theo. Bây giờ biết mình lung tung là bắt đầu có tu rồi. Cho nên ai ngồi tụng kinh nói trời sao tôi tụng kinh mà tâm tôi nghĩ tầm bậy tầm bạ quá. Biết mình đang tụng kinh mà vẫn còn nghĩ bậy, nghĩa là bắt đầu mình có tu. Tu để biết mình như vậy. Cho nên tu để làm gì? Để minh tâm kiến tánh là vậy. Để biết mình, mình phải biết mình là bổn phận duy nhất. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Cho nên quý vị nhìn tượng Phật, ngồi thiền nhìn xuống chứ không có ngó ra. Nhìn xuống nghĩa là soi lại mình, soi lại mình. Khi mình ngồi thiền, tay phải đặt trên bàn tay trái. Cái chân, nếu mà ai không ngồi bán già, xin lỗi, ngồi kiết già được, ngồi bán già, thì chân phải đặt trên cái bàn chân trái. Khi mình xoay lại mình rồi thì mình tự thấy rằng luôn luôn làm điều phải. Điều phải cho nên ngồi thiền để bàn tay phải lên bàn tay trái. Cho nên cái sự thanh tịnh đó, quý vị nhìn lên bàn thờ, nhang nè, mà mình ngày gọi là hương đó, đèn nè, hoa nè, trái nè, nước nè, phải không? Cái đó là năm cái món mà mình có thể cúng Phật. Đèn, nhang, nước, rồi hoa, trái, mình dâng mình cúng Phật. Mà những cái đó là gì? Cái đó là phương tiện để chỉ cho mình một cái mà người ta muốn nói. Nhang là giới, nước là định, đèn là tuệ. Ngay ở phía trước bàn thờ giới, định, tuệ. Rồi hụt vô trong chút nữa, bên này bình bông là nhân, bên này dĩa trái cây là quả. Bây giờ mình nhìn lên bàn Phật, mình đâu nói mê tín gì nữa, mà mình phải nói rằng Phật đang dạy mình chánh tín. Làm cái gì phải nhớ có nhân là có quả. Mà nhớ cái quả mà mình làm đó, phải nhớ lựa quả mà làm. Cho nên trái đi chợ mua trái cây, lựa trái đẹp mới mua, phải không? Mua xong rồi về chất giữa trái cây lên sao? Đôn cho cao lên, vung trồng quả phúc, không có để lè phè. Bốn trái kiếm cái dĩa nhỏ một chút, để dưới này ba trái, trên này một trái cho nó cao. Lúc nào cũng như vậy. Cho nên lá rơi, tiếng nước, mây, trăng, trời, gió, cái gì cũng biểu hiện được diệu pháp. Có một ngày Pháp Hòa đi thiền hành, thấy chiếc lá rơi xuống đặt ngay chân trước chân mình, thì tự nhiên lúc đó mình làm một bài kệ bốn câu. Một chiếc lá vừa bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Tại vì lá về xuống mặt đất, rã ra thành đất, rồi nuôi lại cây cối khác để nó tiếp tục nó sanh. Lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Mình nghe một tiếng nước chảy. Cho nên quý vị thấy trong kinh Di Đà diễn tả là sao? Thất trùng hàng thuẫn, thất trồng trùng lá võng. Rồi nào là chim ca lăng tần già, bạch hạc khổng tước, hòa nhạc lên. Rồi thì tự nhiên những tiếng đó, trong những âm thanh đó, người ta lại nghe được những bài thuyết pháp như cái gì?
tứ chánh cần, tứ dư ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Tại sao những tiếng đó lại diễn ra pháp âm? Nếu mình biết nghe, tâm mình tịnh, mình biết nghe thì tiếng gì cũng là tiếng làm cho mình hạnh phúc. Cho nên lỡ đi chùa tu bát quan trai, vô ngủ chung với một phòng nào đó mà người ta cưa cây cửa cởi ngỗ gì đó mà đủ thứ âm thanh, mình ngủ không được. Mình nằm đó mình nói trời ơi, cái bàn mà ngáy khủng khiếp, anh kia ngáy khủng khiếp, thì bây giờ mình nói trời ơi, ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, xuất kỳ âm thanh hòa âm diễn sướng. Bây giờ tôi nằm đây tôi thấy được ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo, quán tới sáng luôn. Tịnh độ là đây. Tịnh độ là đây. Thì tất cả là do mình. Bây giờ quý vị đi đi cầu thang, bước lên bước xuống cầu thang. Lên hay xuống cầu thang, bước đi cho đàng hoàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Đi cầu thang sao mà đi cho thảnh thơi, đi cho nhẹ nhàng. Xếp một cái áo tràng, xếp cho thật ngay ngắn. Áo tràng mà ngay ngắn, thân và tâm đoan trang. Còn nếu mình mặc cái áo tràng xong rồi nuôi nhét vô giỏ, đi lẹ tới giờ ăn, tới bữa khác tới giờ tụng, vũ ra cái áo tràng trời không biết cái gì nữa. Nó nhăn nheo, chứng tỏ là mình không có trân trọng cái áo. Cho nên ở trước này cái áo tràng quý vị mặc trước này chấn một đường, thấy không? Thấy cái cổ áo chấn đường không? Thấy chấn làn chỉ không? Nhất thừa. Khi mà mình xếp áo nắm ngay cái sau cổ áo, mình mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi á, mình mở tung được các cánh cửa. Mình nắm được cái mục đích chính của đạo Phật rồi thì những cái khác nó không làm mình buồn khổ. Giống như bây giờ mình đặt một cái ví dụ, đi chùa để làm cái gì? Ai cũng nói đi chùa tu, nhưng mà rốt cuộc tù hết. Ai cũng nói đi chùa tu, nhưng mà đi chùa gặp người này bực, gặp người kia bực, đủ thứ, cuối cùng như ở tù, không có khổ, không có hạnh phúc. Ăn chay nghĩa là tịnh lạc mà rốt cuộc thành cháy. Đi chùa để học hòa mà rốt cuộc phát hỏa. Cho nên ăn thua biết bỏ dấu. Thể bỏ đúng dấu là hoàn cảnh mình nó khác. Ngày xưa có một cái ngôi chùa, hai thầy trò. Bữa đó thấy trăng đẹp quá, hai thầy trò rủ nhau để mà làm thơ. Mà nói đẹp đây có nghĩa là nó mờ mờ, nó cũng có cái đẹp của nó. Cho nên đó thôi, bây giờ thầy trò mình rủ nhau ra làm thơ. Ngày hai thầy, người thầy mới làm được một câu đầu: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung. Người đệ tử làm câu thứ hai: bán tợ ngưng câu bán tợ cung. Sơ tam sơ tứ tức là mùng 3, mùng 4 trăng mờ. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, trăng có nhưng mà mờ mờ. Mà nhìn ở trên đó, nửa giống như là một cái lưỡi liềm, mà nửa như cái giáo, mà nửa như cái cung. Bán tợ ngân câu, bán tợ cung, bán và phân nửa. Phân nửa nhìn những cái mốc mà phân nửa như cái cung. Làm được hai câu cái thôi biết hết, biết đường đâu làm. Thì người đệ tử mới nói: thôi giờ con đứng con suy nghĩ hoàng ra mà con hơi mắc tiểu, thôi thầy cho con đi, xin phép con ra con đi tiểu. Thầy chú mới xin lỗi đi ra cái vũng nước, chú đi đứng chú tiểu. Thì nước một vũng đó, thì trăng nó chiếu xuống. Thì chú tiểu ngay cái vũng đó, cái thì cái dành trăng nó tẻ làm hai. Chứ chú làm được câu thơ. Làm cái câu thơ là: nhất phiến ngọc hồ phân lượng đoạn. Bởi vì nhất phiến là một cái bình trăng, một cái bình hồ, một cái hồ, một cái bình nước á. Một bình nước bây giờ bị phân làm hai, bị cái dòng nước tiểu của chú nó tiểu xuống thì nó phân ra. Cái chú làm được câu thứ ba: nhất phiến ngọc hồ phân lượng đoạn.
bán trầm thủy để, bán phù không, nửa cái thì ở dưới nước, nửa cái thì lơ lửng ở trên trời. Trời, làm được bài thơ chú khoái quá. Bây giờ chú ráp lại: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung, nhất phía ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để, bán phù không. Bài thơ hay quá, lên khoe với sư phụ. Sư phụ nghe thơ xong thích quá. Bữa nay hai thầy trò mình hợp tác làm được một bài thơ hay. Bây giờ con lên trên chùa, con thỉnh chuông lên để ăn mừng thầy trò mình làm được bài thơ. Trong lúc đó, ở dưới dòng sông kia cũng có một nhà thơ, ông đang làm thơ. Bài thơ của ông: nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Tức là trăng tà tiếng quả kêu sương. Tức là nguyệt lạc ô đề, nguyệt lạc tức là trăng nó mờ, nó lạc đi, nó tạc, nó là nó mờ đi, thì con quả nó kêu. Thấy không? Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, sương phủ đầy trên 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 trời. Giang phong ngư hỏa đối sầu miên, tức là bên cái hàng bên cái hàng cây, bên một cái hàng cây thì chiếc thuyền của các ông già câu cá cũng vừa tấp vào bờ, bị ông thi sĩ đang ngồi trên chiếc thuyền đó làm thơ, thấy được cái cảnh là trăng mờ tiếng quạ sương phủ đầy trên trời, thì ông chài ông lá ông chèo thuyền câu cá tấp vô cái bờ đó bên cạnh hàng cây. Ông làm xong thì bà hai câu thơ ông cũng bí, ông không có tắt nghẽn ngày đó, ông không làm được câu nữa. Thì trên này hai thầy trò làm thơ xong thỉnh tiếng chuông xuống, thì cái tiếng chuông đó nó dội xuống dưới cái bờ sông này, làm cho thi sĩ nghe tiếng chuông thì lại sao, lại làm thơ tiếp: cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Chùa ở thành cô tô, có chùa hàng sơn chuông đang ngân ra. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, cô tô là thành cô tô, ngoài có chùa hàng sơn. Giả bán chung thanh nửa đêm chuông ngân lên, thì khách chèo thuyền cũng vừa cập bến. Chùa hàng sơn ở thành Tô Châu không có nổi tiếng, nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế mà chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Trương Kế làm thơ cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nhờ tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà bài thơ của Trương Kế nổi tiếng. Quý vị thấy được cái duyên không? Cho nên mình sống ở trong đời cũng vậy. Nếu mình làm chủ, được mệnh danh làm chủ, mà cái người kia làm người công, thì chúng ta đừng quên nhờ họ nhận cái danh từ làm công để chúng ta được có một danh từ làm chủ. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, không có ai mà độc lập có thể làm được việc gì, tất cả phải nhờ cái nhân duyên với nhau. Cho nên khi mình lặt rau, nó có bài kệ lặt rau: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Nếu mà mình có cái hạt cải mà không có đất, làm sao mình gieo? Mà bây giờ nếu có đất gieo xuống mà không có mặt trời, không có nước, không có không khí, thì làm sao mình có rau cải? Cho nên mình nhìn cọng rau thì mình thấy được tất cả những cái tương duyên với nhau, để chúng ta biết trân trọng. Ăn một cọng rau mà nhớ ơn tất cả. Hồi nhỏ quý vị có học cái bài nhớ ơn không? Ăn một bát cơm nhớ người cà rượu, uống một bát nước nhớ người đào áo,
Không phải nhớ nhỏ mình học cái bài đó. Uống bát nước nhớ người đào ao, rồi sang đò nhớ người chèo chống, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hầu như khó là học mấy cái bài ca dao như vậy mà nó vẫn ở trong người không. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta qua một cái câu chuyện thiền, một cái điển tích về một bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của thi sĩ Trương Kế ở Trung Hoa. Chùa Hàng Sơn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà tiếng chuông chùa Hàng Sơn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nhờ bài thơ của Trương Kế, cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khắp thuyền, tự nhiên chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Nếu mà không có chùa Hàng Sơn thì bài thơ của Trương Kế cũng bình thường. Nguyệt lạc ô đề xương mạng thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miết. Nhưng mà nhờ tiếng chùa cho nên thi sĩ làm được hai câu nữa: cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khắp thuyền. Rồi bây giờ nếu như mà không có trăng, thầy trò cũng có cái ngẫu hứng để làm thơ. Cho nên thường thường thi sĩ ta làm thơ là nhờ gì? Nhờ cảnh, nhờ trăng, nhờ thế này thế kia để làm thơ. Người Phật tử chúng ta hiểu được đạo lý, chúng ta thấy được tất cả đều do nhân duyên. Hiểu được như vậy thì đời sống này chúng ta luôn luôn biết trân trọng tất cả những người xung quanh mình. Dù người ta làm một việc rất nhỏ nhưng không có họ láng nữa. Ví dụ như ca sĩ hay là diễn viên đi hát tuồng không thuộc bài, không thuộc kịch bản thì ai ở làm sao? Cái người nhắc tuồng, ảnh không có được trường nha, nhưng mà nhờ ảnh lắm, có phải không? À, rồi bây giờ quý vị thấy thầy chủ lễ lên làm lễ nhờ thị giả, giả thôi không có thiệt. Cho nên mình mới thấy không có cái gì mà không có cái nhân duyên với nhau. Ở trong kinh, trong thơ, trong truyện, rất nhiều những bài thơ, những bài kệ, những điển tích, rất nhiều nói về trăng. Và trăng ở trong thơ, trăng ở trong nhạc, trăng ở trong những cái bài kinh tụng tán vân vân. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa 16 tuổi, năm đó là Pháp Hòa vừa học xong lớp 12, chắc cũng 17, 18 rồi. Thì một hôm Pháp Hòa nhìn trăng thì tự nhiên trong lòng mình có một cái cảm xúc mà Pháp Hòa viết cái bài thơ này. Bài thơ này có tên là Vọng Nguyệt. Chữ vọng ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là nhìn trăng, mà là trăng không thật. Trăng không có thật. Bài thơ như thế này: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật vần trăng sáng lô nhau. Trăng chiếu ở trên mặt nước thì các em nhỏ nó tưởng đâu trăng ở dưới nước, cho nên nó nhảy xuống, nó giành giật cái vần trăng. Nhưng mà giành được không? Không được. Thì mấy đời con sao? Giật dần trăng sáng luôn nhau, tranh hoài mà sao chẳng được, vớt hoài sao chẳng được trăng, dành hoài mà sao chẳng được, thân tâm lũ trẻ mệt nhoài. Lấy cái hình ảnh đó là nói mình nè, ta sống trong đời ảo vật, lợi danh che mất chân tâm, suốt đời rủi dông tiền bạc, trắng tay phút cuối thật lòng. Mình như những người con nít đi vớt trăng, mà vớt cái gì? Vớt cái danh, cái lợi. Mà thường thường danh người ta dùng cái gì? Hư gì? Hư danh. Hư danh là cái tên, cái danh nó rỗng. Cái tên nó rỗng. Ví dụ bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói: ô,
thầy trụ trì chùa Trúc Lâm Edmonton. Trời, nghe tiếng nó lớn không? Lớn. Nhưng mà ai qua tới Edmonton mới biết cái danh em nó rỗng cỡ nào. Rửa nồi cũng có nha, đổ rác cũng có nha. Tất cả việc gì trong chùa mình thấy là mình phải làm. Người ta vô ta tưởng chú tiểu, nhưng mà tiểu hay đại thì cũng là hư danh. Hư là rỗng mà, cho nên kêu hư không. Một cái bầu không khí rỗng. Cho nên mình phải thấy được như vậy. Khi mình thấy được như vậy á, thật sự ra ở đời mình có danh không? Có. Ai cũng có danh hết. Ai cũng có danh hết. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để chúng ta có được cái danh này nó đúng pháp. Cho nên chúng ta gọi là pháp danh. Phật tử quy y có pháp danh. Chữ pháp là gì? Danh là gì? Là cái tên. Cái tên này dẫn cho mình đi đúng pháp. Ví dụ như vị Phật tử đó tên là Nguyên Tâm. Chữ nguyên là nguồn cội, chữ tâm là cái tâm của mình. Nguyên tâm nghĩa là phải luôn luôn trở về, lấy cái tâm mình phải hướng về cái nguồn cội. Mà nguồn cội của tâm là gì? Là bình an, là tĩnh lặng. Cái gì nó làm mình buồn khổ, nhớ trở lại mình là nguyên tâm mà. Vậy nói mình nói không biết tiếng Hán gì hết, nguyên là trọn vẹn. Tâm là nguyên si, nguyên si, cái tâm nguyên si. Tâm trọn vẹn, mà nếu mà bữa nào mình buồn bực là tâm bị sức mẻ. Nếu mà không biết tiếng Hán mà hiểu vậy, nó cũng được. Ví dụ hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ một Phật tử khác tên pháp danh là Diệu Mai. Diệu Mai. Diệu là vi diệu, mai là đóa hoa mai. Đóa hoa mai này vi diệu lắm. Tại sao gọi là hoa mai vi diệu? Bởi vì nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Thường là hoa mai nở vào mùa lạnh, mùa Tết. Cũng như thế, nếu cuộc đời chúng ta không có khó, không có khổ, thì làm sao chúng ta thành tựu được một con người? Cho nên đó là thơ trong thiền. Trong thiền, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Như vậy thì đó hoa mai này không phải là đó mai thường như chúng ta thường thấy, mà tự mình phải thấy được cái bản chất của mai là mọc lên, nở lên trong cái giá lạnh. Cũng như thế, cuộc đời càng khổ thì chúng ta phải càng vững, chứ không thể tự vẫn buông xuống. Bởi tự vẫn không phải là cách giải quyết, mà chúng ta phải thấy cái khó nó là cái để làm cho chúng ta vươn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa đi tu từ khi Pháp Hòa đi tu cô đơn lắm, không có bạn đồng hành, không có người tu chung, không có ai bên cạnh để sắp tấn, để nhắc nhở mình. Thậm chí đi học bộ đồ không có mặc. Có bữa thì có cơm ăn, có bữa thì không có. Nhưng mà đi tu, người ta được thầy người ta gửi đi học chỗ này chỗ kia, bằng cấp đủ thứ. Pháp Hòa chỉ có một cái bằng thôi, đó là cái bằng lòng. Pháp Hòa không có một cái bằng cấp gì hết, mà không có được một ngày nào đi học ở trường lớp nào hết. Từ ngày đi tu tới giờ chỉ biết ở trong chùa tụng kinh, làm việc, an cư mấy chục khóa ở Canada này. Pháp Hòa đi không tới 5 khóa. Mà nếu có đi vô khóa cũng làm thị giả hầu quý thầy. Cho nên nếu mà nói là mình gọi là mình ngồi đó mà mình than đó, cái lò than có hòa lượng lắm. Nhưng mà không có than.
Vì chúng ta thấy được nhờ những cái đó nó mới giúp cho một con người mình lớn lên. Người ta thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nhưng mà bản thân có quà. Xuất gia từ 15-16 tuổi cho đến giờ phút này, không có một người bạn tu nào kế bên để mà chia sẻ những lúc khó khăn hay là những lúc mình thế này thế kia. Mình là con người mà mình vẫn cần những người chia sẻ, mà không, mà ngược lại mình lại là cái thùng rác để bao nhiêu rác đổ con người. Nhưng mà nhờ mình là thùng rác cho nên mình biết, bắt đầu biết lựa rác, cái nào đi bán được, cái nào làm phân được, phải không? Cho nên học bài kệ đổ rác: một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển biến thường trong vô thường. Ở trong cảnh khổ mà chúng ta vươn lên. Còn bây giờ mình lại khác: trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ai thật sự ra cái học, nếu mình muốn có tâm học, mình sẽ học. Hồi nhỏ mà được cái là không có để lòng chuyện khác ngoài chuyện tu. Thấy quý hòa thượng làm bất cứ việc gì, chỉ cần thấy một lần, nghe một lần, làm được hết. Chưa bao giờ học chuông mỏ. Nghe quý thầy thỉnh chuông mỏ biết. Xuất gia xong mới có thọ giới say gì có 2 ngày mà đi làm thầy đám. Tại vô ta mời đi tụng đám, nói trời đất anh tôi biết gì đâu mà đi tụng. Bây giờ sao nữa, thế chẳng đặng đừng à, nếu muốn mình diễn, mình sẽ diễn. Đi ra làm tụng kinh. Mà tại vì lúc mình 13, 14 tuổi là nhỏ, mình đi theo quý thầy, mình thấy quý thầy bắt ấn làm sao, quả chữ làm sao, làm được hết. Cho Pháp Hòa đi tu thì thiệt sự ra không có lớp lan gì hết, mà lan man thì nhiều. Thôi thì hôm nay hết giờ rồi phải không? Nghe nữa không? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói thơ, nói kệ rồi phải không? Bây giờ nói kinh. Có một bài kinh Phật dạy chúng ta học cái đức hạnh của trăng. Bây giờ hôm nay 14, trăng tròn của Trung Thu, chúng ta nói chuyện trăng. Nãy giờ nói rồi, bây giờ nói trích trăng trong kinh. Bây giờ quý vị nghe bài kinh Phật dạy về trăng. Trăng có 5 đặc điểm. Thứ nhất, những đêm đầu tháng trăng thường huyền tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn, phải không? Đầu tháng thì trăng mờ, sáng dần cho tới trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng như thế, pháp học pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trao dồi giới, từ từ an trú định, từ từ trí tuệ, trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Hay vô cùng. Bây giờ mình học cái đặc điểm của trăng là từ cái mờ ra tới sáng. Thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ là những người ở trong tối đi ra sáng. Quý vị nhớ Phật dạy 4.000 người không? Có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng ra tối, có những người từ tối đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Thì ở đây chúng ta là hạng người thứ nhất, từ tối ra sáng. Mình mới đi chùa, có ai mà ngày đầu tiên đi chùa mà thẹn thùng bẽn lẽn, không biết mình phải làm gì không? Có không? Tôi không biết tôi ngồi ở đâu, tôi đứng ở đâu, tôi lại làm sao, mãi giờ làm gì? Mình ngược lại, mỗi ngày mình tu, mình phải luyện cái tâm mình. Mình càng tu lâu, mình phải càng dễ thương. Người ta càng nhìn mình là sáng như trăng rằm, lúc nào cũng tỏ ra. Ở đây Phật dạy mình, phàm sự tu tập cũng như thế, pháp học, pháp hành phải từ từ cho sáng. Thế nào là pháp học?
nghe pháp, tụng kinh, đó là pháp học. Còn pháp hành là mình ứng dụng những gì Phật dạy mình làm, cái đó gọi là pháp hành. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ ví dụ như nè, quý vị tu tịnh độ niệm Phật, một đêm niệm 10.000 câu không bỏ sót, đó là pháp hành. Nhưng mà không thể thiếu pháp học. Đừng có nghĩ rằng chỉ một danh hiệu Phật Di Đà mà có thể hết tất cả. Nếu vậy các thầy tịnh độ đâu cần giảng kinh. Mình pháp hành là niệm Phật, nhưng nếu mà mình không học kinh thì mình biết kinh dạy cái gì để mình làm cho cái hành của mình nó càng rõ hơn. Ví dụ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà niệm hoài đến nằm mệt mỏi quá mà cũng ráng niệm hết hơi, hàng tiếng bể cổ, tới ngày bệnh luôn nữa. Không học pháp hành thì sao biết Phật dạy nè. Cái mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong pháp học của Phật, Phật còn dạy có một cách niệm Phật nữa, là gì? Quán tưởng niệm Phật, hay là sổ tức niệm Phật. Thở vào A-di, thở ra Đà Phật. Rồi mỗi chân quán tê chân mà niệm phải xây về hướng Tây, chứ còn hướng Đông cũng được. Đó là lầm chấp. Tu càng khổ. Cho nên rồi bây giờ nó cứ tê chân quán Phật dạy một cách niệm Phật khác, gọi là kinh hành niệm Phật. Chân trái A-di, chân phải Đà Phật. Đi một hồi đỡ mỏi rồi ngồi xuống niệm tiếp. Bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật từng tiếng được, tôi niệm ba hơi một niệm. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bấm một chuỗi. Thay vì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gọi tay quá. Giờ ba niệm một chuỗi. Còn ai mà hơi dài, năm niệm một chuỗi. Nó có rất nhiều cách niệm Phật. Vậy thì nếu không học pháp hành, không có pháp học, thì làm gì cái pháp hành của anh nó sáng rõ ra được? Trên nguyên tắc mình học tụng kinh có mỏ có chuông, cho nên vào chùa có trống có chuông, hẹn ai khéo thỉnh ố mới hay mà hay ghê, ố mới hay mà hay ghê. Nhưng mà về nhà 4 giờ sáng làm ơn cất chuông cất mỏ, một cái mỏ này là muốn chết rồi. 4 giờ sáng mà mang cái mỏ này ra là người ta cũng muốn khổ rồi. Người ta đi làm 3-4 giờ sáng, về 4 giờ sáng ta mới vừa nằm xuống bắt đầu bom bom bom. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Ở trong kia ta khổ quá. Mình phải biết. Cho nên pháp hành pháp học phải đi đôi với nhau. Lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Không có xem kinh thì làm sao lấy được cái niết của Phật mà tu? Cho nên một cái chiều một hướng là nói là cứ Nam Mô Di Đà Phật khỏi học gì hết. Phải học. Không lẽ bây giờ con mình nó nói má ơi má, con không cần đi học nữa đâu. Bây giờ con Nam Mô Di Đà Phật cho má nghe, rồi cái con lấy bằng lớp 12 nó không được, con phải vô trường học. Nó nói vậy mình nghe được không? Không được. Mình muốn nó học đủ các môn để nó đủ điểm nó lên đó. Pháp hành đó, một cái là Nam Mô Di Đà Phật, nhưng học để làm sáng tỏ cái hành. Phật Hòa mới phát giác anh chị. Di Đà Quán Âm Thế Chí, tịnh với thiền không có sai. Quý vị nhớ câu chuyện mà hai thầy đi ngang dòng suối gặp một cô té xuống suối không? Nhớ câu chuyện đó không? Cô này cổ trợt chân cổ té xuống suối, ông thầy lập tức ẩm cái cô gái này lên trên bờ để cổ xuống, xong ông thầy ngon lành đi tiếp tục. Ông thầy thứ hai không ẩm nhưng bực sư huynh, tại sao hôm nay sư huynh phạm giới?
sư huynh biết là người tu không có được ẵm con gái không? Thì ông thầy kia ông mới nói, sư đệ ơi, tôi đã để cô gái xuống từ ở bờ suối rồi mà sư đệ tại sao còn ẵm cổ tới đây? Tôi ẵm xong rồi tôi để xuống cái một rồi, còn thầy không ẵm mà thầy khiên tới chỗ này. Ông thầy mà ẵm là tam thánh đó. Nghe đây, khi thấy người chết đuối thì cái gì nó nói cho biết phải cứu, lòng tự là Quan Âm, không cần ngại ai nói gì, là thế chí, là dũng lực, quan trọng là tâm mình thanh tịnh, là Di Đà. Vậy một hành động cứu người có phải là Tây Phương Tâm Thánh không? Vậy có cần làm gì nữa không? Thấy người ta chết là phải cứu, lúc đó không có được nói giới luật mà phải nói đạo đức. Cái đạo đức mà thấy cứu, mà thấy chết mà không cứu nó không được. Tôi không được đụng con gái. Nói vậy được không? Phải hiểu cái đó. Mà có học thì cái hành này nè nó mới sáng ra. Quý vị thấy được cái gì gọi là pháp học, cái gì gọi là pháp hành không? Mình phải học thì với cái hành của mình nó mới linh động, nó quyển chuyển mà nó không cứng nhắc. Còn không là ngay đơn, chết cứng, cái chết chắc và đồng thời chắc chết. Đó là cái điều thứ nhất của Trăng. Làm sao mà Trăng sáng từ cái mờ đã tới sáng, mình tu cũng vậy. Từ cái mê mờ này mình phải tu, phải học cho cái sáng ra, chứ càng tu càng mờ là chết rồi. Cái gì cũng tội hết. Đi ngang Phật không cúi đầu tội, đi kinh hành niệm Phật mà đi ngang địa tạng sáng cái xuống kêu hộ pháp, sáng cái qua gặp ông Tiêu sáng cái thấy nguyên tủ Phật sáng 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 vậy này, này. Trời ơi, nó ùn tắc, nó đùng cục, có bị chưa? Đi kinh hành là cứ đi kinh hành, các ngài đứng ngó mình thì kệ các ngài, mắc gì sáng, hồi nãy mình sáng tổng quát rồi, đứng dậy là mình đã xá rồi. Một cái phổ lễ là con sắp sửa đi nghe. Xuống xào lai vòng vòng mà người ta cứ đồn cục. Đi kinh hành nó không có trang nghiêm, nó không có đẹp gì hết, cái cục này cục kia y như chè cho nước vậy. Y như chè cho nước mà nó lên từng cục. Đó. Cái đó là do hành mà không học. Tu là phải từ trăng mờ tới trăng sáng, mà từ trăng mới đầu từ sáng xuống mờ. Mặt trăng là một vật rất lớn, phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành quả lớn lao cho mình. Cái đề mục tức là cái pháp quán của mình quán làm sao mà cho thấy tất cả các pháp chỉ là duyên học. Đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên mình nghĩ. Mình mà đi tới chỗ khác mà đậu xe đó, tính kỹ dữ lắm, coi vô bao nhiêu phút, bỏ cho đúng tiền thôi. Rồi mà dư cái thợ, tôi mà biết hồi nãy vô bao vậy, tôi đâu có bỏ nhiều vậy, giờ dư 2-3 đồng bạc. Vậy mà bữa khác đi tới lái thấy chỗ nào để trống đồng tiền 2 đồng bạc cái quẹo như em. Trời ơi Phật độ. Trời ơi Phật nào mà độ cái gì đó. Có phải không? Để cái gì mà mình lỗ lã cái mình thấy xui đó đủ thứ hết. Mà cái gì được phần mình cái Phật độ. Thôi đi Phật ghê. Phật ăn lãnh rồi Phật cứ đi kiếm mấy chuyện Phật độ. Đó. Đệ tử nào ở đậu xe cho nó trống chỗ. Thứ ba là mặt trăng mọc vào ban đêm, duy chuyển trong đêm và sáng dần trong đêm. Cũng vậy, một người tu từ cái chỗ thanh vắng, ở nơi thanh vắng, trí tuệ sẽ sáng dần ở nơi thanh vắng. Thanh vắng là gì? Đó tâm minh tĩnh. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Kinh Duy Ma Cập xác định với mình câu đó. Chỗ nào tâm bình tịnh thì chỗ đó tịnh. Cho nên quý vị niệm Phật ngồi đâu cũng niệm được hết.
không nhất thiết phải xoay mặt về hướng Tây. Không nhất thiết. Mà bây giờ, thí dụ bây giờ lỡ mình bệnh, mình sắp mất đi nữa, không cần chuông mỏ rùng beng nữa, niệm làm sao cho người mất đi trong thanh thản, nhẹ nhàng, trong tĩnh lặng. Không phải chuông mỏ rùng beng mà đúng đâu. Còn cái bà đó, bà muốn chứng minh là bà niệm Phật chết được Phật rước. Bà lên bà thưa với Hòa Thượng: bạch Hòa Thượng, 17 tháng 11 này biết Phật Di Đà con về Tây Phương. Ê, Hòa Thượng nghe nó trời, bà cụ này tu hành cũng lâu năm, tốt lắm, thôi giờ cái ngày bà đi thôi Hòa Thượng cũng chịu khó, bệnh chứ cũng ráng xuống niệm Phật cho bà hồi. Đưa cái áo mình Quang Minh á, cái áo Đà La Ni mặc vô, nằm lên đắp phủ rồi lên đội món rồi niệm hoài mà bà không có chết. Từ Hòa Thượng cho tới mấy thầy lâu lâu hiến cho bà đi chưa. Một lát bà nóng quá bà chịu không nổi, thôi con không đi nữa, thôi con không cần chết nữa. Hòa Thượng nói: bà không chết mà tôi sắp chết, tôi sắp chết. Rồi chứng minh cho mình là tôi niệm Phật được Phật nước. Phật nào mà nước đó không có mà tự đặt vậy đó. Bố Hòa Thượng: bà không chết mà tôi sắp chết. Dạ thưa đại chúng, ví dụ như cái người nào mà niệm Phật tu hành miên mật mà lỡ bị tai nạn mất, cũng đừng nói là chắc cái người này do tôi, không phải đâu. Cái tâm của mình thường ngày đã hướng về đâu rồi thì chết bất cứ kiểu nào mình cũng sẽ đi về cái hướng đó. Còn cái cách chết của đời này đó là nghiệp của quá khứ, chứ đừng có nghĩ rằng cái người đó tu hành chắc không được cái gì đó cho nên đời này nó bị như vậy. Một ông bác sĩ, ông đã biết nghề bác sĩ rồi thì dù ông mất hết đồ nghề, cái nghiệp bác sĩ ông có mất không? Không. Dụng cụ chỉ là bên ngoài, xác thân này là bên ngoài, còn bên này mà trong này mà nó thông rồi là cái gì cũng khỏe. Quý vị để ý điều đó. Giờ tim gan phèo phổi mà thử nó thông hết cho người mình khỏe không? Rồi bây giờ nếu mình trang điểm ngoài này thiệt đẹp mà ở trong này nó rối bời, khỏe không? Thấy tươi vậy thôi, còn trong này héo queo à. Nó vậy đó. Mình tâm mình tịnh thì từ cái chỗ thanh vắng mình được tất cả. Thứ tư là mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo, một người tu cũng như thế, tự trong sạch cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình. Hoa của tất cả các loài hoa, không hương hoa nào bay ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không cần ai làm, mình tự mình làm. Cho nên á, quý vị biết tại sao mình có nhiều danh hiệu Phật không? Bởi vì mỗi danh hiệu Phật là một pháp tu. Ví dụ nè, Nam Mô Ly Cấu Phật. Ly là lìa, cấu là dơ. Đức Phật này do lìa được những cấu dơ của phiền não cho nên được hiệu là Ly Cấu Phật. Vậy thì chư Phật do tu mà được hồng danh. Hồng danh là gì? Cái tên lớn, tên đẹp. Cho nên đối với chư Phật thì mình gọi là hồng danh. Hồng danh là cái tên này nè, cái đạo thì cái hiệu này rất là lớn, nói đến là cả một chuyên chở, cả một pháp tu trong đó. Còn mình bây giờ là do tật mà chết danh. Ví dụ cái ông đó, ông hay nóng, ô ông năm lửa, ô bà tư chàng. Chúng sanh mình là do tật mà chết danh, còn chư Phật, chư Bồ Tát là do tu mà được hồng danh. Cho nên mình mới lại hồng danh chư Phật. Vậy thì không phải chỉ có cái quyển hồng danh sám hối 89 đó mới gọi là hồng danh bảo sáng. Quý vị lại bất cứ sám nào mà tên của Phật đều gọi là hồng danh. Ví dụ mình tụng Lương Hoàng, tụng Thủy Sáng, bất cứ hệ danh hiệu Phật, con xin đảnh lễ hồng danh chư Phật. Xin đại chúng chấp tay niệm hồng danh của Phật. Có nghe danh từ đó không? Hồng là lớn.
Do đâu mà lớn? Bởi vì trong cái đó nó chứa đủ hết các pháp tu. Nam mô du hí thần thông Phật. Có thần thông thì du hí dễ dàng. Thần là gì? Thần là khi mình định được. Khi tâm mình định được rồi, cái gì nó cũng thông, gọi là thần thông. Mà có thần thông rồi thì chỗ nào trống tôi ngồi, tôi mới vừa định ngồi ngó xuống cái gặp cái bà tôi không ưa, cái tôi đứng dậy tôi đi chỗ khác, cái này là không thần thông du hí. Quý vị hiểu ý là nam mô du hí thần thông Phật, nam mô chiên đàn công đức Phật. Mình làm sao mình đi chùa, mình làm công quả có công đức mà thơm như gỗ chiên đàn, thơm vậy. Nói tới tên mình là ô chà, cái chuyện đó tốt lắm. Mà hãy nói là thôi thôi đừng nhắc cái bà đó, tôi sợ lắm. Là mình biết là mày này chiên giò, không phải chiên đàn. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng thế gian. Người tu cũng vậy, chẳng ai cầu mà vẫn mang ánh sáng ban rải cho thế gian. Quý vị thấy hình ảnh của Phật Bồ Tát luôn luôn chan rải cho mình. Ông bà mình hay lắm, đặt ra những cái chuyện thờ cúng. Ở đằng trước có ông Thiền, trong nhà có ông bà, phía sau có ông Táo. Phải không? Cái ngôi nhà Việt Nam mình là theo truyền thống, ông Thiên là ông trời, trong nhà là ông bà, ở sau ông Táo, ông nào cũng coi nhìn mình hết. Ông trời đó là gì? Không phải có ông nào đó. Ông trời đó là chúng ta trân trọng những cái thiên nhiên ngoài này, đừng có phá hủy nó. Không có phá hủy thiên nhiên. Cho nên bàn thờ trời không có hình tượng ai hết, bởi vì cái gì cũng đều là trời. Cái gì cũng đều là trời thì có ông nào đâu mà để quy định. Cho nên bàn thờ thiên để trống. Nước, mưa mưa uống cũng được, tươi cây cũng được, làm gì? Phải không? Vô nhà có ông bà, cho nên làm gì phải nhớ bàn thờ ông bà đó nha, không có được lãng quạng nghe không? Rồi ra làm sao không có được ăn dụng nha, làm quả ra bị phong táo. Như vậy thì sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầu, giữa, cuối, cả đời mình phải thiện. Cho nên ngày xưa ông bà đặt để như vậy, nó có cái liếc của nó. Tại sở dĩ chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết, mà không biết thì sao bài xích. Mà nếu chúng ta biết được cái thâm ý thì chúng ta làm, mà chúng ta làm đúng nghĩa chứ không có mê tín. Không có mê tín. Quý vị thắp một cây hương, một cây thôi, không cần ba cây. Bởi vì ba cây là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà trong giới có định, có tuệ, trong tuệ có giới, có định, trong định có tuệ, có giới. Một cây là đủ. Đâu cần phải ba cây, một cây thôi. Mà nếu lỡ ai thấp rồi cũng không cần mình thấp, mình đứng mình lễ Phật cũng đủ. Bởi vì một cây nhất, một cây là tượng trưng cho tất cả, đủ rồi. Đâu cần phải tới khi mình một cây để cho Phật biết mình là ai. Hiểu ý như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta là những người học Phật, càng học càng sáng, càng sáng thì càng tu, mà tu mà càng ngày càng sáng, sáng từ tâm lẫn tới thân. Cũng giống như xưa tư tu thì tâm mờ, mà hãy tâm mờ thì tướng đen, mà hãy mà tâm sáng thì tướng rực. Cho nên tướng tốt quang minh, tự trang nghiêm. Nhớ bài đó không? Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Tướng tốt chói sáng, tự trang nghiêm, tự mình phải trang nghiêm bằng thân tâm mình, bằng giáo pháp của Phật. Chỉ nhiêu đó thôi thì tự nhiên mọi người thấy đệ tử chúng con quy mạng lệ. Người ta gặp mình, người ta kính, người ta trọng là do cái tâm của mình. Mà tâm tu của mình như thế nào nó lộ ra cái tướng như thế. Hồi hôm nay ngày 14 tháng 8 âm lịch, về được chùa Trình Thủy
để thăm quý vị trong cái dịp này. Và Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị trang với kinh thơ. Trong kinh cũng có trang, trong thơ cũng có trang, có trang. Và khi mình học được rồi thì mình mới thấy Đức Phật hay lắm. Bất cứ cái gì Phật cũng có thể nói pháp cho mình. Có một lần Phật đi thăm một cái người bệnh không ai chăm sóc. Phật tới Phật chăm sóc. Các thầy mới nói trời ơi Phật ơi, Thế Tôn để cho chúng con làm, Thế Tôn là một người thầy, Thế Tôn không thể làm như vậy được. Làm như vậy á là người ta sẽ bị tổn thương. Quý vị biết Đức Thế Tôn trả lời sao? Phàm là chúng ta là người tu, bất cứ giây phút nào chúng ta làm được chút phước không nên bỏ. Phật mà còn đi chăm sóc người bệnh, còn mình bây giờ không dám ăn đồ cúng cô hồn là sao? Nó ăn đồ cúng cô hồn cô ngu, ăn riết khờ rồi bỏ là không tội. Mình bỏ mình mới tội, có ăn mà không ăn. Còn như quý thầy ở trong chùa không ai ăn thì quý thầy phải ăn chứ làm sao? Mà quý vị muốn khủng cỡ quý thầy không? Cho nên đừng có cái quan điểm. Cái quan điểm đó tức là mình chưa hiểu Phật Pháp. Hiểu Phật Pháp rồi, chữ cúng là gì? Cúng là cung dưỡng. Mà hình thức cung dưỡng là để dưỡng mình chứ không phải dưỡng ai. Phật đâu có ăn cái đó. Phật không ăn đó. Nên con đem trái cây con cúng Phật. Nghĩa là gì? Phật là giá, trái cây là quả. Con xin dâng cái quả này nè đến bậc giác ngộ. Thế thì con cũng tự soi, nhắc con rằng phải cố gắng mỗi ngày dâng cái quả lành thiện tới chỗ con đường giác ngộ của chính mình. Qua năm cái đặc tính của trang, quý vị học được cái bài kinh này chưa? Rồi, học rồi mà sẽ quên. Cho nên nhờ vậy đó thì mình về mình nghe nữa, phải không? Mình là có cái lần mình là hồi hướng đúng nghĩa đó. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, vì tất cả hết rồi. Tới phiên con dạ con hết. Mình phải có trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ rộng lớn là quý vị nghe, quý vị không nhớ hết, quý vị nhớ một phần, nhớ một phần, nở một phần. Cho nên vô trong chùa thấy những câu thơ, những câu đối học thuộc lòng để vào tâm. Khi nào mà chuyện khổ lụy nó đến, nó nhắc mình lớn lắm. Thuộc kinh, ví dụ cái bài mà quý vị hay tụng hoài đó, cái bài mà chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Rồi cái bài mà pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi, nhớ bài đó, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca đó. Rồi khúc cuối có câu là pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại, không để làm gì hết, để cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Mình phải học pháp của Phật rồi mình làm tỏa rạng cho mọi người. Làm tỏa rạng được cho mọi người là chúng ta thực hiện được một cái đức tính của trăng, là trăng tự sáng. Không cần ai thỉnh, không cần ai xin, trăng vẫn sáng. Cũng như thế, chúng ta không cần ai mời mọc, nhưng cái cách sống, cách tu của chúng ta làm tỏa sáng cho mọi người. Ví dụ mình sợ ma, Phật tử mà còn sợ ma. Phật là giác, mà đối ngược với Phật là gì? Là ma. Cho nên ta nói Phật với ma, thể Phật có Phật là có ma. Vậy thì mình đã là con Phật thì làm gì có ma? Mà đa số cái ma mà mình sợ đó là ma do mình tưởng, chứ còn không có ma. Mình ở trong cái nhà mình bình thường mỗi ngày không có chuyện gì xảy ra. Bạn mình phone tới nửa đêm hỏi chị ở nhà với ai, nói vợ ở nhà mình.
trời sao bà ghen vậy, bà nhà mình bảo sợ ma hả? Rồi chỉ câu đó thôi là bắt đầu cái tâm lý sợ ma mình nó bộc mở. Hồi nào giờ mình ở nhà mình có sao đâu, vậy mà người ta chỉ cần hỏi mình câu là bộ bà ở nhà mình bà không sợ ma hả? Ở nhà một mình mà còn sợ ma thì nếu ở chùa còn sợ dữ nữa. Tại mình quan niệm ở chùa ma nhiều lắm. Thưa đại chúng, chữ ma là gì? Phật tử mà không mà hiểu ma là cái con ma tóc dài, lưỡi dài, có hai cái nanh, có nhiều cái vuốt thì chưa phải là người hiểu chữ ma theo Phật giáo. Chữ ma tiếng Phạn là ma ra. Ma là mình mới tắt. Thế thì người Việt không có chữ ma. Ma là mình vay mượn của tiếng Phạn. Ngay cả chữ Buddha không có trong tiếng Anh. Buddha là tiếng Ấn Độ. Tiếng Anh không có cái chữ này. Và tiếng Phạn gọi là Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Cho nên khi người ta nói Phật tiếng Anh gọi là gì, mình nói Phật tiếng Anh gọi là Buddha. Vậy thì chữ English mà nó dùng cái chữ Buddha đó, ở trong từ điển đó, là nguyên chữ của Phạn, chứ hoàn toàn tiếng Anh không có chữ này. Nhưng mà bởi vì nó là tên của một cái, nó là một cái danh hiệu của một người giác ngộ gọi là Buddha, thì trong từ điển phải để yên chữ đó. Và muốn dịch cho tiếng Anh là The Enlightened One. Enlightened One là người giác ngộ, là dịch nghĩa từ tiếng Phạn là Buddha. Chứ còn Buddha không phải tiếng Anh. Buddha là nguyên âm từ, nguyên cái gốc chữ của nó là Budi. Budi mình chẻ chữ lại, mình lấy mình Budi mình bớt chữ bu, chữ đi mình lấy chữ Buddha là giác. Chữ đa là người, Buddha là người giác ngộ. Cũng giống như chữ Bồ Tát. Bồ Tát nếu mình nếu nói bồ nghĩa là một bồ, bồ lúa, bồ thóc, bồ gì đó, bồ là một 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 bồ. Tát là tát, nghĩa là tát làm sao hết bồ kêu Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn mạc gọi tắt. Còn nếu Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva. Chưa có dịch gì hết á. Bodhisattva âm là Bồ Đề Tát Đỏa. Bây giờ mới dịch nè. Dịch nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình. Một con người đã giác ngộ rồi mang sự giác ngộ đó giác ngộ lại cho người khác gọi là Bồ Tát. Hiểu ý không? Vậy thì chữ ma cũng không có tiếng của mình. Ma nói đủ là Mara. Dịch nghĩa là cản trở. Cái gì nó cản trở mình thì nó thành ma. Ví dụ chị, anh lát đi chùa với tôi được không? Phải đi chùa nào? Nói tên đi chùa đó thôi. Cái chùa bà, chùa đó có bà nó hay đi, tôi không đi. Thì cái phiền não mà tôi không đi đó, cái phiền não mà nó ngăn mình không cho mình đi đó, nó là ma. Như vậy ma là khi nào cái gì nó cản trở mình, không cho mình tiến bước. Ví dụ nè, mình tới cửa nhà rồi, buồn ngủ quá trời, chỉ cần mở cửa vô là vô nhà ngủ thôi. Nhưng mà tại vì nghe nói nhà đó có ma thì không dám bước vô nhà đó. Vậy có phải nó cản trở mình không? Lẽ ra mình chịu bước vô là mình có cái chỗ ngủ ngon lành. Nhưng mà sợ ma cho nên ma đó nó cản trở mình. Cái danh từ của nó đã cản trở mình, không cho mình đi vào nhà nó có chỗ ngủ ngon. Cái gì ngăn cản mình, cái đó gọi là ma. Như vậy thì ma này nhiều hay ít?
nhiều lắm. Nhưng mà đại để thì có 4 loại. Căn bản thì 4, rộng rộng thì 10, xa xa cả trăm. Bây giờ nói gọn là 4 là gì? Ma phiền não. Tại sao chị không đi chùa? Tại có cái bà đó mà tôi tức bà, tôi giận bà, tôi ghét bà, tôi không ưa bà. Thì những cái đó là phiền, phiền não. Mà phiền não nó không cho mình đi chùa, nó cản trở mình, thì gọi là ma phiền não. Sợ chết cũng là ma. Bởi vì sợ mà con không chết không? Cũng phải chết thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Cho nên là chết chắc. Đụng đụng tới mình chắc chết. Hằng ngày mình nói hoài câu đó mà, chết là chết chắc, chứ đâu ai nói sống chắc đâu. Không, lúc nào cũng chết chắc. Mà đúng chuyện gì mà chịu không nổi, chắc chết. Rõ ràng mình đã xác định cuộc đời này là chết chắc. Cuộc đời này mình đã xác định là chết chắc, chứ không có thể nào sống chắc hết. Vậy mà vẫn sợ. Vậy thì sợ đó không phải là một sự thật, là một tâm lý. Nhưng Đức Phật có dạy trong kinh, có những cái cần sợ. Đây, bây giờ nói sợ của phàm phu và sợ của bậc thánh. Sợ của phàm phu là sợ nghèo, sợ đói, sợ già, sợ nhăn, sợ xấu, sợ lùn, sợ mập, sợ ốm, sợ xanh giờ, sợ vàng khe, sợ đủ thứ. Đó là sợ của phàm phu. Sợ người ta không thương, sợ người ta ghét bỏ, sợ người ta lường gạt. Nhưng mà sợ của bậc thánh đó là sợ tu không thành. Sợ của bậc thánh là sợ tu không thành. Sợ tu hoài mà phiền não nó cũng còn nguyên. Bậc thánh ta sợ vậy. Mà hỏi lại mình, có bao giờ mình sợ kiểu đó không? Ít lắm. Chị nhìn tôi lúc này có sao? Sao ai nhìn tôi cũng có xanh quá. Có phải không? Mình sợ xấu cho nên bước ra cửa cái là phải. Rồi cứ là ngồi hồi cái móc cái kiếm nhỏ nhỏ ra. Đâu có sao đâu, nhưng mà rõ ràng là cái mình sợ đó. Rồi mình sợ người ta chê mình không biết xài, cho nên mua cái giỏ 3,000 cầm cho nó sang. Nhưng mà cái giỏ 3,000 đó để đựng cái gì? Cây son 2 đồng, mình xin găm đồng, móc cái giỏ ra toàn $1 cũng cần. Nhưng mà cái vỏ bề ngoài là tới 3,000. Pháp Hòa không phải chê cười gì, nhưng mà mình nói để mình thấy cái chúng sanh mình đã sống như thế nào. Đó là mình sợ. Cho nên sợ theo thế gian, sợ của phàm phu là sợ vậy. Sợ nghèo, sợ đói, sợ già, mập quá cũng sợ, ốm quá cũng sợ, xanh quá cũng sợ, trắng quá cũng sợ, đen quá cũng sợ. Cho nên người ta tâm lý sợ của mình mà người ta chế đủ thứ ta bán cho mình. Sợ đen cái ta bán xanh lót. Sợ thâm cho người ta bán red red block. Mình sợ đủ thứ cho nên người ta đánh cái tâm lý sợ đó. Và thậm chí chúng ta cứ sợ ma, sợ quở, sợ phạt, cho nên bị những người khác người ta lường gạt, cúng đi cúng này là hết này, cúng kia là hết kia. Cho nên chính cái sợ đó mà người ta gạt mình đủ kiểu hết mà mình không. Mình sợ bị gạt, nhưng mà bị gạt hoài. Sợ bị gạt là năm nào cũng đi coi bói.
Mà hễ mà thầy bói mà nói tháng 12 này là có chuyện một cái là ro rầu cúng từ tháng giêng. Mà ta còn thọng câu nữa, nếu mà tu hành tích đức tới tháng 12 hết chuyện, trời ơi cúng dữ dội cái qua tới tháng 12 không có chuyện trời linh đâu. Giờ cúng đó. Cho nên đây có câu hỏi là làm sao cho mình không còn sợ ma khi ở nhà một mình. Chính là sợ ma khi ở nhà mình nó về để lỡ tới lỡ chung được không? Lỡ chung cho hết sợ. Bây giờ Phật có nói mình đó, có cái nên sợ. Sợ gì nè? Tôi sợ bệnh. Sợ không? Sợ. Nhưng Phật giải hay lắm. Sợ bệnh thì phải ăn uống có chánh niệm. Sợ ở tù không? Đừng phạm pháp. Sợ đọa địa ngục không? Đừng làm chuyện mất đạo đức. Đừng phạm pháp. Vậy thì sợ cũng là cái tốt, nhưng mà sợ để làm gì? Sợ để chúng ta chuyển hóa. Sợ để mà tu. Cho nên Phật dạy một bài kinh sợ để tu. Nhưng mà chúng sanh mình thì sợ, như là Phật nói có những cái sợ của phàm phu. Sợ phàm phu là sợ nghèo, sợ đói, sợ già, sợ bệnh, sợ xấu, sợ gì hết. Nhưng mà bậc thánh tu hành ta sợ cách khác. Tôi sợ tôi không tu hành tinh tấn. Tôi sợ bị phiền não quấy rầy. Tôi sợ tâm bồ đề bị sụt. Tôi sợ lòng từ bi tôi không còn phát triển được. Mấy cái đó mình sợ vậy thì cô nhé. Cho nên ở trong cái phẩm phổ môn, đánh cái tâm lý tưởng này mà phẩm phổ môn có mặt. Trong phẩm phổ môn Kinh Pháp Hoa có câu: nếu người nào đi vào trong một cái biển lớn tìm châu báu, bị sóng to gió bạc mà niệm danh hiệu Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn. Có nhớ bọc đó không? Người nào đi đường gặp biển, gặp dạ xoa la sát, niệm Quan Âm thì dạ xoa la sát không làm hại. Người nào mà đang đứng ở trên chốc núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm Đức Quan Âm thì mình lơ lửng như mặt trời treo ở trên khoảng không. Nhớ mấy câu đó trong phẩm phổ môn không? Vậy thì niệm tức là nhớ tưởng, quán là trở về với cái âm thanh thật sự của mình. Khi trở về cái đó thì còn tâm nào nữa để sợ? Cho nên cũng là nó thôi, nhưng mà buông thả lỏng cho nó sợ. Phải có cái gì trở về cho nó sợ. Không phải, ví dụ một đứa con nít nó ngủ, nó thấy cái gì đó nó la, nó hét lên, mình chạy qua mình ôm nó, nó đừng có sợ con, có mẹ ở đây rồi, con đừng có sợ, mẹ ở đây với con không có sợ. Thì lúc đó nó biết là nó có mẹ nó ở đây thì cái tâm lý sợ hãi đó nó yên, nó ngủ lại. Chúng sanh mình sợ này sợ kia, cho nên Đức Phật dạy mình cái cách, cái phẩm phổ môn là phá cái tưởng. Con người mình có sắc thọ tưởng hành thức đó, thì trong ngũ uẩn có một cái tưởng. Mà quý vị có tin là tưởng nhiều khổ nhiều không? Tưởng nhiều khổ nhiều. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, chưa gặp em mà anh mới nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Nhưng mà trên đời này đâu có cái đó. Rồi cái anh chàng kia ảnh cũng biết mình thích mấy cái vụ đấy, ảnh nói là sao? Trúc xinh, trúc mọc đầu đình, em xinh, em đứng một mình cũng xinh, tại vì không có em nào khác nữa để mà so sánh. Em xinh, em đứng một mình cũng xinh, tại có ai nữa đâu mà.
Cho nên á, chư vị cũng tâm lý biết cái sợ của mình mà các ngài đặt ra. Người ta sợ xui, ta đi cúng giải hạn, cho nên nhà chùa bây giờ nếu không nhận cúng thì ta đi chỗ khác, ta cúng tầm 7, tầm 3 cũng hết. Thôi bây giờ chùa cũng nhận cúng sạc, cúng sao, cúng giải hạn. Nhưng mà nhờ biểu cúng vậy nó bắt cái người đó phải lên đây tụng kinh, thắp đèn nữa, cho nó sáng, rồi tụng kinh, nhờ tụng vậy đó, cái khẩm hiểu lời Phật, sống đúng như lời Phật, cái tự nhiên nạn tai nó đó. Sở dĩ mình nạn tai hết, tại bây giờ mình sống dễ thương rồi. Có người ở đời ai mà không tội, phàm phu vô minh cộng động chân cất bước đã đầy tội. Nghe vậy cho nên giờ cẩn thận hơn, động chân cất bước cho nó dễ thương hơn. Thành thử ra khi mình đã sống dễ thương thì ai ghét mình, mà hết ai ghét thì là hết nạn hết ai. Cho nên đừng có sợ, mà nếu có sợ là sợ như bậc thánh. Còn bây giờ đừng có sợ cái kiểu như bình thường của chúng ta. Nhiều khi á, sợ già, lo mình bị già cho nên sợ già. Chính cái sợ già nó làm mình mau già. Thì sợ và lo lắng, mà lo lắng sẽ làm mình càng mau già hơn. Con đi hộ niệm đôi khi còn đôi khi con có đi hộ niệm á, còn thầy thường đi hộ niệm. Vậy sau đó thầy có gặp lại các Phật tử quá vãng mà thầy đã hộ niệm không? Bữa nay ngâm cuốn tới cõi âm. Cõi dương lo chưa rồi, bây giờ còn muốn gặp cõi âm. Thưa đại chúng, cái này là một câu hỏi thôi. Còn cái vấn đề mà gặp hay không gặp, nó có quan trọng. Bởi vì khi chúng ta làm là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng trợ duyên cho một người sắp đi, sắp lìa cuộc đời này, và mình trợ duyên cho người này đi trong êm ả, đi trong thanh thản. Còn nếu mà người này đã quá vãng, tức là đã vãng xong, đã siêu thoát, thì mình sẽ không gặp. Mà nếu có gặp là làm gì nhau? Họ ở cõi kia, mình ở cõi này mà vẫn quá, chứ gặp nhau trong chim bao thôi. Cho nên không có cái chuyện gọi là mình có gặp rồi gặp làm gì. Xin thầy kể lại cho nghe nữa chứ. Mà nếu mà kể lại cho nghe chắc sợ nữa. Thôi vì lòng từ bi, sợ quý vị sợ mà không kể. Còn kể rồi sợ rồi bắt đầu kiếm em cho buồn. Mà mình ngộ lắm, sợ ma thì lại thích coi phim ma. Người hay khóc mà lại thích coi phim Hàn Quốc. Thích coi cải lương. Người hay khóc là hay thích coi mấy phim tình cảm ước ác. Người hay sợ ma thì lại thích nghe kể chuyện ma, nó lạ vậy đó. Cho nên em biết thế nào mà kể ra xong vài câu chuyện là tối nay cũng lên gặp xin bùa đem. Thế này chúng cái bậc thánh là tu á, là người ta sợ là tâm mình còn tham, còn sân, còn si. Và khi còn tham, còn sân, còn si thì người ta lại sợ là mình không biết khi mình bị tham, mình không rành, không rõ khi mình đang sân, mình không biết là mình đang bị si, sợ mấy cái đó. Vậy thì tất cả chúng ta tu để làm gì? Tu để chúng ta có cái biết là chúng ta còn tham. Bởi vì xưa nay mình sống trong cái tập khí bình thường của mình là hễ sân là để cho sân nó lo, hễ si là để cho si nó kéo, mà mình không tự biết mình đang sân. Có ai dám can đảm nói tôi đang giận không? Hiếm lắm. Mà thí dụ ai hỏi bộ chị giận cái cô đó sao chị không? Không, mắc gì tôi giận.
Mà cái diện của mình là biết giận ngay. Cái cách nói của mình là biết mình đang giận. Nó mắc gì tôi mà tôi giận. Ngó tôi cũng thèm ngó chứ đừng có giận. Vậy rõ ràng có giận không? Chúng ta không thể nào tu để hết tham, hết sân, hết si. Cái quan trọng là chúng ta tu để biết mình có tham, biết mình có sân và biết mình có si. Biết để làm gì? Một khi biết tức là giảm. Giảm là quý rồi. Chỉ có điều chỉ sợ là càng tu càng tham thôi. Nhưng mà giờ tham kiểu khác. Tôi giờ khỏe lắm, ai làm gì làm, tôi không có sân hận gì nữa. Mà tối ngày sân với người đi chùa chung. Cho nên bây giờ thưa đại chúng, mình còn tham không? Nhưng mà mình biết chuyển cái tham hướng hạ lên cái tham hướng thượng. Tham hướng hạ là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Còn tham hướng thượng là tham tu, tham làm lành, tham bố thí. Đó là tham hướng thượng. Còn có người là còn tham, nhưng mà cái tu để giúp cho mình tham cao chứ không tham thấp. Thí dụ một đứa nhỏ nó tham chơi và đứa nhỏ tham học, thì đứa nhỏ tham học nó có thành tựu hơn đứa nhỏ tham chơi chứ. Chứ làm sao con người mà hết tham. Cho nên cái quan trọng là chúng ta chuyển cái gì? Chuyển cái đối tượng của tham. Thí dụ như giờ mình cũng có con mắt, mình nhìn ta để mình ghét. Nhưng bây giờ cũng con mắt đó, nhìn người ta để cảm thông. Chị coi đó, nó làm gì có thấy ghét không? Đó là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục nóng đó. Nhưng mà cũng cái nhục nhãn đó, tăng độ nó lên chút, thiền nhãn. Thôi kệ nó đi chị, nó còn nhỏ, nó không biết, nó nói, nó làm vậy. Nhìn người ta cảm thông, thiền nhãn. Rồi, tăng lên chút nữa, pháp nhãn. Trời ơi, mình đây nè, mà đôi khi còn làm lỗi y hệt như nó, huống chi là người kia. Thôi thỉnh thoảng mình cũng làm lỗi như vậy, bây giờ người này có lỗi gì mình cảm thông, tha thứ. Pháp nhãn. Mấy nhãn rồi? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn rồi phải không? Giờ tăng chút nữa, tuệ nhãn. Còn là phàm phu vô minh, còn là chúng sanh là còn vô minh. Mà còn vô minh là còn lầm lỗi. Còn giao tiếp là thế nào sẽ có được? Phật đã nói rồi, thân này là bất tịnh, tâm mình là vô thường thay đổi. Cho nên nhìn người kia bằng cặp mắt xót thương. Có cái bài hát gì, ta xót xa em gì? Nhìn người kia mà ta xót xa cho em. Thì bây giờ mình nhìn cái chúng sanh khổ đó, mình thấy người ta làm tội, mình thấy thương. Hồi xưa cái theo cái tâm lý bình thường là thấy người ta làm dữ là thấy ghét. Có tội không? Không. Nhưng mà cái đó nhìn theo kiểu thường tình là nhục nhãn. Nhưng mà pháp nhãn của một người có đạo pháp, có Phật pháp đó, thì người ta nhìn thấy một chúng sanh làm khổ với tội, không hiểu nó làm vậy. Cho nên quý vị thấy cuốn cái nhìn, nhưng mà nhìn nhục nhãn và nhìn pháp nhãn. Pháp nhãn là có con mắt nhìn đời, có Phật pháp. Còn bình thường chúng ta thấy vậy, biết vậy, nói vậy, cho nên nói sai, hiểu sai. Đến khi nào mà mình nhìn người ta như thị, rồi đem rồi xong rồi em cái tìm cách nào đó giúp cho người ta thấy người ta làm sai vậy, rồi đấy phải kệ đó, bỏ nó đi. Nhưng mà cái người mà ta tu, người ta có Phật nhãn rồi đó, sao tìm cách giúp Phật nhãn như vậy thì cũng một con mắt bình thường,
là nhục nhãn, nhưng mà tăng độ, tăng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Mình có cần đổi mắt không? Không cần đi cắt mắt, không cần gì hết, mà chỉ cần chúng ta có Phật pháp. Có Phật pháp rồi là nhìn đời bằng con mắt Phật pháp. Cho nên khi mình mê là mình bị cảnh nó chuyển. Mà hãy cảnh chuyển thì gọi là phàm phu. Còn khi tỉnh thì chuyển cảnh. Mà chuyển được cảnh thì là Như Lai. Chữ chuyển không có nghĩa là mình làm gì, nhưng mà chuyển cách nhìn. Mình chuyển cách nhìn thì tự nhiên tâm mình bất tịnh. Rồi có một câu hỏi, sao gọi là chuyển cảnh mà cảnh chuyển? Đây nè, bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như này, chúng ta ngồi đây, bây giờ á, người ta đã xếp cái bàn cho thầy ngồi vậy rồi, cảnh của thầy là vậy rồi này, thầy là bất di bất dịch rồi đó. Nhưng mà quý vị di chuyển được không? Được. Quý vị ngồi hướng này được, quý vị ngồi hướng khác. Vậy thì cái cảnh này mà mình ngồi, thầy ngồi đây mà mình ngồi dưới mình bực bội thì mình bị cảnh chuyển. Bây giờ chỉ cần tôi không thấy ông thầy, tôi ngồi chỗ khác để tôi ngồi tôi thấy ông thầy rõ hơn là chuyển cảnh. Mình không cần chuyển cái cảnh này mà tự mình di chuyển để mình có hạnh phúc. Mà hạnh phúc được như vậy thì gọi là Như. Tại sao gọi là Như? Như là bất động, còn lai là nó cứ vậy nha. Đời thì nó cứ lai, mà tâm mình thì phải Như. Ngày nào quý vị cũng thấy người chết, cũng nghe người chết. Cái chết là sự thật, không có chuyện được. Nhưng mà tâm mình Như là sao? Ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Những giọt nước mắt của mình khóc là khóc tại thương tội nghiệp cái người chết, hay là khóc cho ân phận của con người này sống già bệnh chết? Cho nên trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cảnh thì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người sầu thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh vốn nó đâu có, sầu thương gì đâu mà phải mình nhìn mới có. Bây giờ có một ví dụ, quý vị nhìn một cái đám cưới của người Mỹ, một cái đám cưới của người Mỹ, họ xài hoa màu trắng hay là hoa màu? Đa số là hoa trắng. Đèn cầy trắng, cô dâu mặc áo trắng. Bởi vì theo quan niệm của người Mỹ, trắng là tượng trưng cho gì? Trong sạch tinh khiết. Mà quan niệm Á Đông trắng là gì? Tàn. Vậy thì cái màu trắng vốn nó có tan hay hỉ gì trong đó không? Do ai quan niệm? Vậy mà tại sao lại để căn tan trắng? Bởi vì mình muốn cầu nguyện cho cái người thân của mình sập nghiệp. Cho nên để căn tan trắng là cầu cho người mất bạch nghiệp. Giáo pháp của Phật được gọi là bạch pháp, còn giáo pháp của phàm phu phiền não gọi là hắc pháp. Trong kinh mới nói mình tu làm sao làm cho cái bạch pháp mỗi ngày mỗi phát sinh. Vậy thì bạch pháp tức là pháp trắng, mà pháp trắng tức là những cái gì nó rõ ràng cho mình tính muốn. Cho nên á, hồi xưa có cái câu vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Nếu mình hiểu cái nghĩa thường á, mây đến mây đi, bầu trời vẫn trong như vậy, vẫn an tịnh như vậy.
Còn cái hoa nó rụng hay hoa nó đậu, hoa nó nở hay hoa nó rụng, mắc gì tới cây? Pháp Hòa dịch cái câu đó ra bằng một bài thơ tiếng Việt. Bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng muôn ngàn mà vươn. Vân khứ vân lai, vân khứ tức là mây đi, vân lai là mây đến. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Hoa khai tức là hoa nở, hoa lạc là hoa rụng. Thọ chi, thọ vô can, thọ là cái cây nó không can hệ gì với cái chuyện nở và không nở, nó không có sầu kéo theo hoa nở không. Bầu trời vốn vẫn sáng trăng, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia cũng vẫn muốt ngàn mà vương. Muốt ngàn mà vương là như lai, như là bất động, lai là chúng thay đổi. Cái gì thay đổi là lai, mà tâm mình bất động là như, cho nên mình gọi Phật là như, như lai. Mình tu mà mình còn ở trong đời thì còn tham sân si thôi, nhưng mà cái tu của mình là để biết mình có tham sân si rồi chuyển. Có những lúc mình cũng sân á, nhưng mà cái sân của mình là đầy từ bi trong. Nói vậy là được giả bộ sân hoài. Tôi sân mà tôi từ bi. Cái câu này Pháp Hòa thưa đại chúng là có một hôm có một chị Phật tử đi thăm bệnh chung với Pháp Hòa chung một xe. Thì trên xe chị mới hỏi: thầy ơi, sao mà con tu hoài mà con vẫn sân si, nổi sân? Thì Hòa hỏi với chị: nội chị nổi sân với ai? Thì chị mới nói: mấy đứa nhỏ nhà con. Thì Pháp Hòa mới nói: sau khi chị nổi sân với nó rồi chị có hạnh đó không? Nói vậy không. Thì Pháp Hòa nói: vậy thì cái sân này là sân từ bi. Bởi vì á, mình la con mình hiện cái tướng giận, nhưng mà vì thương mà mình la, hay là mình vì mình ghét? Thương mà la, mà có bao giờ mẹ mà la con xong rồi ra đường nó tôi hận con không? Tôi nó lì quá, nó ăn cơm nó ăn lâu quá không có. La rồi nhưng mà vẫn thương và vẫn hiển xạ, thì cái sân của người mẹ đó là sân để con mình nữa. Nhưng mà đa số cái sân của mình đối với thai nhân là sân gì? Sân hận. Giận xong rồi để trong lòng mà nói này nói kia, cho cái sân nó khác. Thì có nhiều lúc mình la một chút sân, nhưng mà la với cái tâm. Nhưng mà nếu như mình không khéo, mình sống với cái tâm sân hận tối ngày, thì con cái của mình nó ảnh hưởng. Cho nên cái câu mà người ta thường nói: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Có nhiều người hiểu là: ô, nói vậy thì đạo lý nhân quả, ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng. Trật cái câu này nó nghĩa là mình làm cái điều này thì ảnh hưởng đến con cái của mình, ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng cách sống. Bây giờ có một ví dụ nè: quý vị không thích ăn sầu riêng, sanh con ra nó cũng không biết ăn sầu riêng, cái thích hay không mình không biết, nhưng mà tại vì mình không thích cho nên mình không bao giờ mua sầu riêng về ăn. Cho nên con mình nó không biết sầu riêng, chứ không phải là nó thích thì nó ghét. Ở gốc nơi mình là thích với ghét đó, nhưng mà khi sang tới con là không biết, tại vì nó chưa bao giờ nó ăn, vì mình không bao giờ mua, không bao giờ mua ăn, thì làm gì nó có cơ hội nó biết sầu riêng. Còn ví dụ nhỏ vậy thôi, thì đại chúng thấy nếu cha mẹ sống trong nhà, nếu tôi không có gây gỗ gì với ổng, nhưng mà chúng tôi không thể nói chuyện được, mà ai lấy sống, cái đó có phải là một loại chiến tranh không? Đó là chiến tranh gì?
thì cái chiến tranh lạnh, tức là cái ngôi nhà mình nó lạnh, thì con cái mình nó cũng lạnh, là bởi vì bà phần, mẹ phần, thì con nó cũng có một phần. Ba cái laptop, mẹ cái laptop, thì con nó cũng desktop. Đó là mình như thế, mình sống như thế nào. Từ nhỏ mình xem, ví dụ như gia đình mà ăn cơm mà ngồi chung một bàn cơm, thì đứa con nó ngày nào nó cũng biết giờ đó nó về. Nhưng nếu ba ăn tô cơm, mẹ ăn tô cơm, con cũng tô cơm, mà từ nhỏ là mình cứ bới cơm ra rồi bắt đầu mở tivi ra, cha mẹ coi tivi, ngồi ăn, mỗi người tô cơm, nó từ nhỏ tới lớn, thì lớn lên nó sống quen vậy rồi, nó có vợ có chồng có con, nó cũng riêng gia đình nó y hệt. Để qua kể lại chúng nghe, có vợ, có một anh đệ tử người Mỹ, ảnh cưới của vợ Việt Nam, ảnh khó khăn và ảnh làm cho người vợ đau khổ vô cùng. Thì đến một ngày nọ, vợ chịu hết nổi rồi, quyết định chia tay khi có được một đứa con. Thì bà mẹ đó mới khóc, năn nỉ hai vợ chồng nên gặp pháp hòa. Thì cái buổi chiều hôm đó hai vợ chồng nên nói chuyện, thì pháp hòa ngồi mời anh nói riêng. Lúc đó anh bắt đầu, sau một thời gian chia cách vài ba tuần ba tháng, anh ngồi lại anh nhìn tại sao anh như vậy. Thì bây giờ anh mới tìm ra nguyên nhân. Anh mới kể pháp hòa nghe là từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác của một cái gia đình, tại vì từ nhỏ tới lớn tôi đã sống không có cha, tuần này tôi ở với cha, tuần khác tôi ở với mẹ, mà tôi không có một cái gì gọi là gia đình. Cho nên gia đình bên vợ tôi thì quá gia đình, vì người Việt mà, người Việt mình thì sao, một tháng ăn mấy lần, lần ăn dỗ, dỗ mấy cái, ăn đầy tháng, ăn thôi nôi, ăn tiệc, ăn hoài, mà cứ ăn là phải tập hợp. Mà người Việt của mình á, phổi thì yếu chứ còn tiếng thì lớn, gặp nhau là nói trời, đi tu cũng nói nữa chứ đừng nói kiểu bình thường. Nó quen rồi, anh này chịu không nổi, anh nói tôi nhức đầu mà tôi không thể nào chịu được cái cảnh này, tại từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi có cảnh này. Như vậy quý vị rõ ràng cái câu đời trang mạng đời con khác nước, không phải là nhân quả mà cái cách sống của mình nó ảnh hưởng cho con. Chứ không, mà thật sự nó là cái quả. Cái nhân là cách sống mình không có chánh niệm, mình không có rõ ràng mình phải làm gì, mình sống theo cái phiền não giận tức của mình, thì đây là cái quả con cái. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta tu là để chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, đừng vì cái chuyện tu của mình mà làm gia đình mình lạnh ngắt, đúng không anh? Trời ơi, Phật tu tới ba tăng ha tăng kỳ kiếp mới thành Phật, còn mình giờ muốn tu đời thành Phật, cho nên tụng ngày tụng đêm, 11 giờ đêm lên phòng ngủ rồi mà thấy còn mình cuốc lên cuốc xuống thì hà thì hợp lại, xong rồi mệt mỏi vô phòng nằm xuống, ông chồng mới nói em ngày mai ai đưa con đi làm, mệt quá ngủ đi mai tính. Rồi thì cứ ngày này năm nọ thì cái người cứ chán đó. Cho nên mình tu không khéo là thành tù á, tù ngay nghĩa cái chỗ tù nghĩa là gì, một người chữ nhân ở trong cái hộp bốn mít gấp lại chưa tù. Cho nên quý vị coi phim Tàu, cái người mà sắp sửa đem ra xử trảm trên áo mặc chữ tù tử tuyệt bự, ở trong là bộ nhân là người, ở ngoài cái hộp bốn cửa, người ở trong hộp không còn lối thoát gọi tù. Chúng ta tu mà không khéo thì chúng ta ở trong cảnh tu không lối thoát, tu cực tu khổ, tu công xương, tu mòn mỏi, mà rốt cuộc chết ra bưng nguyên gỗ ra xương lửa kim kim xương xá lợi, công xương để tu chờ ngày cuối được rỗ đó, hạnh phúc gia đình không có, an lạc hiện tại không có. Nhưng đừng tu như vậy, mình tu như vậy mình làm mình không đổ được ăn hết. Mình phát cái nguyện thật lớn,
độ chúng sanh. Nhưng mà một chúng sanh trong gia đình mình không độ được, một mình còn không độ được thì làm gì gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên đừng có để cái tu nó làm khổ mình. Hôm nay có vào đi đi giảng, thỉnh thoảng mà gặp vài ba người tu kiểu đó, tu mà thầy còn phải thua mình. Cho nên bây giờ có bà hay nói đùa, sư phụ tu không bằng sư tử. Thì bà đôi lúc có bà nhắc nha, thôi đừng có tu dương, tu đủ được, tu dương cho cách. Thì câu đó là như vậy, mình cái cách sống nào của mình con nó ảnh hưởng. Vậy thì bây giờ á, mình biết rằng á, trong một cái một nó có tất cả, và trong mỗi một cái nó có cái đặc thù của nó. Trong này có một câu: từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Ở trong từ đã có hỷ, ở trong bi đã có xả, vậy tại sao không đặt là lưỡng vô lượng tâm? Thưa đại chúng, nếu nói trong từ có hỷ, nếu nói cho đủ là trong từ đã có bi hỷ xả, trong xả đã có từ hỷ bi, tức là trong một mà nó có ba cái kia. Cũng giống như mình nói giới định tuệ, nhưng mà trong giới nó có định có tuệ, trong tuệ nó có định có giới, trong định nó có huệ, có định có giới. Trong một cái này mà nó có cả hai cái kia, nhưng mỗi một cái nó có cái đặc thù. Thí dụ như là, ví dụ như là bây giờ từ, từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Nhưng mà vì sao mình cho, mình có thể cho người ta vui được? Vì mình đã giải cho người ta cái khổ. Mà trong khi mình thực hiện hạnh nguyện cho vui, giải khổ, lòng mình có vui không? Vui. Mình phải vui, gọi là có hỷ đó, mình mới làm được cái hạnh từ. Và khi mình làm, mình đừng có chấp trước, đừng có bị, đừng có dính mắc là người này thân, người kia không thân. Mình phải giúp như thế này để mai mốt người kia giúp mình lại. Khi tâm không còn cái ý niệm đó gọi là xả. Cái chữ xả trong trường hợp từ bi hỷ xả nghĩa là bình đẳng, nghĩa là không chấp trước, chứ không phải là đợi nó vướng xong rồi nó kêu xả. Ví dụ một trận mưa rơi xuống, mưa có hạnh xả trong đó không? Có. Bởi vì mưa bình đẳng, mưa không có nói là ồ, cái chỗ kali này nó hạn hán, mưa chỗ này nhiều chút, cái nhà kia tôi không mưa, mưa ít chút. Khi mưa là nó rơi xuống, là trong mưa nó là xả xả, tức là không phân biệt, đồng thể đồng đẳng tất cả. Người muốn thực hiện từ bi hỷ thì trong từ bi hỷ phải có xả. Xả nghĩa là bình đẳng, không chấp. Như vậy thì nói là trong cái này nó có cái kia. Vậy thì tại sao không kêu cầm mà lại kêu rõ ra bốn chữ? Bởi vì mỗi cái nó có cái đặc thù. Ví dụ thầy tu là danh từ chung, nhưng mà thầy tu cũng có nhiều, nhiều hạnh của thầy tu. Có thầy tu nhưng mà thích đi tụng kinh thôi, có thầy tu thích đi giảng thôi, có thầy tu thích dịch kinh thôi. Nhưng mỗi thầy tu có cái đặc thù. Nhưng mà trong thầy tu, trong ông thầy đi giảng biết tụng kinh không? Trong ông thầy đi giảng biết dịch kinh không? Trong ông thầy đó, ông cũng có những cái hạnh kia. Nhưng mà cái nào nổi bật, cái nào đặc thù của vị đó thì mình lại đưa cái việc đó. Ví dụ khác, trong Đức Quan Âm
là từ bi. Nhưng mà trong Đức Quan Âm có cái trí tuệ của Văn Hùng không? Có hạnh nguyện của Phổ Hiền không? Có dũng lực của Thế Chí không? Có hạnh, có lời nguyện sâu sắc của Địa Tạng không? Vậy thì trong Đức Quan Âm Bồ Tát có ba vị Bồ Tát kia. Nhưng khi nói đến Đức Quan Âm thì đặc thù của Đức Quan Âm là từ bi. Thì bởi vì một vị Bồ Tát không thể như một thiếu bốn cái chất liệu là từ bi, trí tuệ, hạnh nguyện và nguyện lực dũng cảm của năm vị Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí. Nếu nói thêm một hạnh nữa là Di Lặc, Thị Xã. Trong mỗi một Bồ Tát phải đủ hết những chất liệu đó mới làm một vị Bồ Tát hạnh phúc không đau khổ. Thưa đại chúng nhà Phật á, cái này với cái kia nó đều có sự liên hệ, nhưng mà mỗi cái nó có cái đặc thù. Cũng giống như mình thắp ba cây hương. Ba cây hương là hương giới, hương định, hương hồn. Nhưng mà bởi vì trong một đã có hai cái kia rồi, cho nên mình thắp một cây rồi, không cần phải thắp ba. Hiểu như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp đều có sự tương duyên. Thí dụ như Đức Dược Sư Phật á, đứng hai bên là hai Bồ Tát, tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Dược sư là gì? Nói theo cái nghĩa thường, dược sư là thầy thuốc. Mà đã là thuốc á, là phải do mình trồng, trồng thuốc. Mà muốn thuốc có mặt thì phải ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ngày đêm phải có đủ. Lúc nào cũng soi sáng thì tự động nó sẽ có được thuốc ấy. Tâm mình luôn luôn soi sáng, dù ngày hay đêm, thì tự mình là dược sư của cõi đời. Người thông minh cũng độ, cũng cho thuốc, mà người không thông minh cũng phải cho thuốc. Bởi vì dù người nào đi nữa thì đã là bệnh nhân thì phải cần thuốc. Cho nên Phật Dược Sư ngồi giữa hai Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang hai bên. Đức Di Đà đứng giữa, ai đứng hai bên? Quang Âm, Thế Chí. Quang Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực, tình thương nhưng mà không có quỷ mị. Tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Bây giờ dũng lực nè, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Từ bi, dũng lực, hai cái này phối hợp đi ra một Đức Di Đà. Di Đà đứng giữa. Di Đà là sự thanh tịnh, mà anh đã có từ bi và dũng lực an tịnh ở nơi anh thì làm gì anh có bị dao động. Đây là Pháp Hòa nói đại chúng nghe, Di Đà Quan Âm Thế Chí có mặt ngay trước mặt mình. Vị thầy đi, hai vị thầy đi ngang một con suối, thấy cô thiếu nữ té xuống suối. Ông thầy chạy tới ẵm cô gái lên, cho cổ qua bên kia an ổn, để cổ xuống, ông thầy đi tiếp. Ông thầy thứ nhì bực bội, từ ngay lúc cái suối tới góc thành kia chịu hết nổi. Hồi nào giờ tôi phục sư huynh ghê lắm, sư phụ Dư Huynh là người tu hành giữ giới, mà hôm nay sư huynh phạm giới nào, sư huynh đã ẵm cô gái. Ông thầy thứ nhất nói, này sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà sư, tại sao sư đệ còn vác cổ tới đây?
tâm thầy thanh tịnh là từ bi, là thanh tịnh là Di Đà. Không nại gian lao cứu cô đó là thế chí, vì lòng từ mà cứu, gọi là quan âm. Vậy một hành động đó thôi, vì thấy người khổ mà giúp, không nại gian lao là dũng, mà làm mà tâm bất động, gọi là thanh tịnh của Di Đà. Như vậy quý vị có đi đâu mà rời ba vị Bồ Tát, ba vị đó không? Có cần phải về Tây Phương Cực Lạc để gặp Di Đà Quan Âm Thế Chí không? Không. Ngay ở cái cảnh đó là cái vị thầy đó. Cho nên đó, giữ giới là đúng, nhưng không thể mất đạo đức vì giữ giới. Người ta té, người ta sắp chết, không được, cô làm thiếu nữ tôi không thể đụng. Như vậy thầy giữ giới mà thầy không hiểu lúc nào cần giữ giới, lúc nào không cần, cái lúc này không nói giới mà phải nói đạo đức. Đạo đức là thầy thấy ta khổ mà thầy không cứu, mà thầy giữ giới chỗ nào? Mà cho dù thầy có đụng cô đó, thầy ẩm cô đó, thầy để qua bên, thầy bình thường, tại vì thấy khổ giúp thôi chứ không có ý gì hết. Chứ thầy đâu có nói mình để nhìn cô thầy có đẹp không, thầy có giúp thì thầy không đúng nào. Còn ngay thầy có thấy cô rớt cô té, thầy nhào tới thầy ẩm qua kia, thầy tỉnh quen. Quý vị thấy gì nào hoặc anh thấy gì chưa? Rõ như vậy thì Phật tử tu không có khổ. Còn mà niệm Phật mà phải đợi xây về hướng Tây, nhà thì không, nhà cái giáp tường nó nằm ngay hướng Tây, vậy mà cửa lẽ không có, cũng chui vô góc viện sao xây về hướng Tây thì Phật mới thấy. Tu vậy cực lắm, mà không khéo người ta nói mình xong thiên loan. Con thường nghe nhắc nhiều đến quý hòa thượng đại đức thượng tọa tăng, mà không nghe hòa thượng thượng tọa đại đức ni. Thưa vị Phật tử là hỏi câu này á, là tại vì chắc chưa nghe câu này. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, thay vì người ta nói kính bạch chư tôn hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni, thì mình ngồi dưới mình nói cải lương quá. Người ta nói gọn mà. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Cho nên khi viết cái chữ đó, kính bạch hai chấm, chư tôn hòa thượng phải, thượng tọa phải, đại đức tăng phải, ni chấm. Tức là con kính bạch chư vị hòa thượng bên nam, hòa thượng bên nữ, thượng tọa bên nam, thượng tọa nữ. Nhưng mà trong nhà chùa thường gọi hòa thượng là để chỉ cho các vị nam, ni trưởng gọi cho hòa thượng ni, ni sư chính là thượng tọa bên tăng, sư cô tức là đại đức. Trong chùa bên nữ thì mình gọi là ni trưởng, ni sư, sư cô. Bên này mình gọi là hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Đó là mình. Còn nếu mình nói theo đúng từ ngữ của giới luật thì đại đức tăng, đại đức ni. Còn danh từ là sư bà, sư ông, sư chú, sư cô, đó là người Việt chúng ta đặt để gọi một cách thân mật trong nhà. Khi chúng ta về chùa, một vị ni trưởng lớn tuổi, mình gọi ni trưởng cũng được, nhưng mà nghe có cái tính cách như là hành chánh giấy tờ. Nhưng nếu chúng ta gọi sư bà thì chúng có cảm nhận như mình một người con, một người cháu về nhà được gặp ông, gặp bà. Cho nên gọi sư ông nghe gần gũi, gọi hòa thượng nghe có vẻ xa xa.
Cho nên thưa đại chúng, đối với người tu, hòa thượng, thượng tọa, đại đức đều là danh từ không cần tiền. Cái từ gần gũi nhất mà quý vị gọi cho tất cả đó là thầy. Thầy là một cái danh từ gần gũi. Mà chữ thầy này là gì? Thầy dạy đạo, chứ không nghĩa là mình là thầy ai hết á. Thí dụ quý vị gặp một cái người kia làm giáo sư thì mình tự động mình gọi gì? Thầy, đây là thầy giáo, thầy dạy chữ trong trường. Thì cái ông thầy mà quý vị gọi trong chùa đó, đó là ông thầy dạy đạo, hay nói cách khác là ông thầy tu. Nếu mình không muốn nhận ổng phải thầy tôi cũng không sao hết, cũng cứ gọi thầy, tại vì ổng là ông thầy thì kêu ông thầy. Thế không? Cho nên ông thầy dạy đạo. Còn danh từ hòa thượng, thượng tọa, đại đức là danh từ có hàm chánh. Những danh từ hành chánh giấy tờ mình nói cho nó trịnh trọng khi mình trình bày một lá thơ hay một cái thông báo. Còn tất cả các thầy mà khiêm cung đó, người ta không ai tự xưng ở trên một tờ giấy thông báo của chùa người ta là thượng tọa gì đó, ký tên không có. Đa số là ký như thế nào? Gửi một cái thư mời Vu Lan ví dụ vậy ha. Sau cuối cùng người nói: kính chúc quý đạo hữu cùng gia đình mùa Vu Lan thân tâm an lạc gì đó, kính thông báo, ký tên xong ở dưới để trụ trì tỳ kheo thích gì đó. Chữ tỳ kheo là danh từ khiêm cung để tự người ta xưng người ta. Tôi không tạo hòa thượng thượng tọa gì hết, tôi chỉ là một vị tỳ kheo tu trong đạo Phật. Khiêm cung thứ nhì, người ta không xài chữ tỳ kheo mà người ta dùng chữ sa môn. Sĩ sa môn là gì? Sa môn là tiếng phát âm từ tiếng Phạn, nghĩa là một người tu hạnh, phạm hạnh, một người tu khiêm nhường, một người tu đơn giản chứ không có gì đặc biệt. Phạm gọi là phạm hạnh, tức là cái hạnh rất đơn giản trong thực tập. Cho nên những vị người ta khiêm cung, một là ta nói sa môn gì đó, tôi là sa môn gì đó, hai là tôi tỳ kheo gì đó, chứ không ai nói tôi là hòa thượng chi đó, thượng tọa chi đó. Cũng có, cũng được chứ không sao, nhưng mà phần lớn các vị khiêm cung thì ta nói thế. Rồi bây giờ hỏi chừng nào mới được biết mình là hòa thượng? Thôi tôi công xương tôi tu để tôi được 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, cái tôi là hòa thượng. Đây cũng là giáo hội quy định, chứ Phật không có quy định chuyện này. Giáo hội quy định, quý vị nhớ là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn. Một đoàn thể thôi, là đoàn thể của những người tăng tu sống theo lời Phật dạy chánh niệm. Thế thôi. Nhưng khi Phật mất rồi thì bây giờ phải tổ chức thành một đoàn thể mà có những vị đệ tử của Phật thay Phật, thì bắt đầu phải lập giáo hội. Mà hễ mà có giáo hội tức là có tổ chức, mà có tổ chức thì phải có nội quy, mà có tổ chức có nội quy là phải có chức vụ, mà có chức vụ thì phải có đặt để vị trí danh xưng. Cho nên tạm thời mình mới đạt gì? Hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Rồi bây giờ làm sao biết? Quy định một vị nào đi thọ tỳ kheo giới năm 20 tuổi, tu dài cho đến 40 tuổi, mỗi năm vị đó có an cư kiết hạ để nhận một tuổi đạo liên tục 20 năm, thì khi vị này tu được 20 năm thì vị này tuổi đời đã là 40 tuổi. Chừng đó giáo hội tấn phong vị đó lên thượng tọa. Rồi từ 40 tuổi tiếp tục tu cho đến ngày mình 60 tuổi. Nhưng mà khi mình 60 tuổi thì tuổi đạo mình cũng đã 40 tuổi. Chừng đó gọi là hòa thượng. Rồi từ 60 tuổi trở lên dài cho đến khi nào mình 80 tuổi là mình đã 60 tuổi đạo rồi. Lúc đó gọi là đại lão hòa thượng.
Rồi từ 80 tuổi tôi dài lên nữa cho tới mình 90 tuổi, hàng trăm tuổi. Lúc đó mình cũng đã 80 tuổi đạo hay là 75 tuổi đạo thì gọi là trưởng lão hòa thượng. Vậy thì tất cả những danh từ đó phân định như vậy để chi? Để người nhỏ biết kính trọng người trên, chứ không thể nói bình đẳng. Người vô muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Chẳng qua chỉ có cái sự ngăn nắp trật tự trong đoàn thể, để người nhỏ biết kính trọng người trên mà sanh phước, rồi người trên biết mình là người lớn, thương xót đến người nhỏ, nâng đỡ cho người nhỏ. Thế thôi. Vậy thì bây giờ quý vị đi về chùa, quý vị gặp chư ni, quý vị có thể gọi là sư cô. Sư cô tức là đại đức đó. Ni sư tức là thượng tọa đó. Ni trưởng tức là hòa thượng đó. À, còn gần gũi thì gọi sư bà, sư ông, sư chú. Gọi cho nó như một gia đình như thế này. Con có gọi 2 lần qua Canada, nhưng nơi đó biểu con gọi vào ngày thứ 3, nhưng đều .. thất vọng. Xin thầy dạy cho con phải gọi vào giờ nào mới được thầy chỉ dạy. Này giống appointment. Thì là chúng cái vấn đề quý vị cũng thông cảm nè. Bởi vì ở bên đó chùa nhiều việc, không có đủ nhân sự. Một mình Pháp Hòa mà phải cán đáng lo lắng nhiều việc trong chùa, chưa tính là phải đi tùm lum chỗ để mà những công việc Phật sự như thế này. Cho nên đôi khi có những vị đến chùa, người ta không biết Pháp Hòa đi lúc nào mà về lúc nào. Có đôi khi người ta trả lời dạ tôi không biết, nếu mình hỏi chừng nào thì về. Còn như nếu như mà Pháp Hòa có về thì cũng không phải ngộn chỗ đó để mà nghỉ ngơi. Thật sự đi như vậy chứ về tới nhà là việc nó chồng chất. Đi càng lâu về tới nhà việc càng nhiều. Cho nên quý vị có thương em thì đừng biểu em đi đâu hết. Cứ cho em ở một chỗ là em sẽ giải quyết được hết chuyện. Còn cứ nay chỗ này réo, mốt chỗ kia réo thì rất là. Quý vị cứ tưởng tượng ở nhà mình có cái nhà như đó, một tháng mình phải lo bao nhiêu việc. Còn em mà cái nhà nó vậy đó, người như vậy là em bây giờ thiên hạ biết email, một ngày hàng trăm cái email trả lời đâu có hết. Mà đi như vậy rồi có chỗ có internet, có chỗ không có internet, mà có internet đi nữa cũng giờ đâu mà trả lời mail có hết. Cho nên lúc nào trong mail vẫn còn cả ngàn mail chưa trả lời. Nói như vậy không có than vãn gì hết, nhưng chỉ mong đại chúng thông cảm. Khi nào quý vị gọi qua đó mà không nghe Pháp Hòa bắt phone, mà một ai đó bắt phone, thì quý vị cứ đoán là 80% Pháp Hòa không có ở nhà. Còn Pháp Hòa mà có ở nhà y như là oxy bắt phone này. Lúc nào trong người cũng có cái phone. Tại vì Pháp Hòa biết là tất phần lớn các cái phone gọi vào là muốn gặp Pháp Hòa nói chuyện. Cho nên đôi khi ở chùa không ai bắt phone, hoặc là người ta bận việc quá. Còn Pháp Hòa ở nhà là không từ chối một cái phone. Ai cần bất cứ lúc nào mà Pháp Hòa ở nhà phone đó. Chỉ có điều là gặp lúc tụng kinh không bắt phone, ăn cơm không bắt phone, giảng pháp không bắt phone. Thế ở nhà là đi vậy thôi, chứ hãy về ở nhà là một tuần lễ phải dạy 2 lớp cho mấy chú đôi chừng. Có nhiều khi như tuần này đi nguyên tuần là bỏ 2 lớp, không có dạy được gì đó. Rồi ngày mai đáng lý là phải có lớp thiền cho người Mỹ, mà về tới nhà khuya quá rồi cũng bỏ nghỉ luôn. Một tuần lễ 2 lớp thiền dạy cho người Mỹ, 2 lớp dạy cho mấy chú ở chùa. Đó rồi chưa nói chuyện thầy chuyện kia. Cho nên nếu mà muốn, quý vị muốn nghe than là em có nguyên lò luôn đó. Nhưng mà tại không than thôi. Nhận than của quý vị không đốt cũng không hết. Thôi thì bây giờ xin bác thông cảm.
Nếu khi nào bác gọi qua mà có gặp đó thì tốt, còn không gặp thì bác cũng thông cảm là bởi vì Pháp Hòa không có nhà hay là đang làm việc. Có nhiều vị hiểu rằng ngày thứ hai chùa ở bển đó nghỉ, nhưng mà thiệt sự nói thôi chứ chưa thật sự có một ngày nghỉ. Mà nếu thật sự có nghĩ là đại chúng trong chùa nghĩ chứ bản thân Pháp Hòa không có ngày nghỉ. Bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng trong chùa ta làm việc, ta nói ngày thứ hai thầy cho nghỉ là ta có quyền ngủ trưa một chút, có quyền đi ngủ sớm, có quyền thức trễ, người ta có quyền nghỉ ngơi ngày hôm đó. Nhưng nếu ai đó gọi vô chùa nói thầy ơi mẹ con mất ở trong bệnh viện, mình là trụ trì mình không thể nói dạ thầy bữa nay bận ngủ, thôi nói mẹ tạm nghỉ. Không nói. Thế thì chúng ở trong chùa được nghỉ nhưng vị trụ trì không được nghỉ, bởi vì việc đó trụ trì phải giải quyết. Quý vị hiểu ý vậy? Như vậy thì trụ trì nghĩa là gì? Trụ là ở, trì là giữ, ở đó để giữ chùa chứ không có gì đặc biệt hết. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được duyên về đây thăm quý vị, và nãy giờ hơn một giờ đồng hồ Pháp Hòa chia sẻ Phật pháp với quý vị qua những câu hỏi mà quý vị đã ghi qua đây, và Pháp Hòa đã phối hợp những cái câu hỏi này để trở thành một bài nói chuyện với quý vị. Và mong những vị viết câu hỏi thì qua những lời giải đáp của Pháp Hòa có thể là chưa thỏa mãn giải đáp hết tất cả những gì mà quý vị thắc mắc, chỉ hy vọng góp một chút nào trong sự thắc mắc của quý vị qua cái hiểu biết chính của Pháp Hòa thôi. Bởi vì bầu trời thì rất lớn, còn cái nhìn của chúng ta giống như ngồi dưới miệng giếng mà nhìn lên. Mình ngồi ở dưới cái đáy giếng mình nhìn lên mình thấy bầu trời chừng chờn ở cái miệng giếng thì không có nghĩa là trời không nhiêu đó. Cho nên xin đại chúng hoan hỷ nếu điều nào có qua sơ sót. Và một lần nữa xin được cảm ơn vị vị Phật tử gia chủ ở đây Tuệ Công Từ Chí, cũng như tất cả quý Phật tử ở vùng này đã hết lòng tổ chức trợ duyên, tạo điều kiện để cho tất cả chúng ta được về đây buổi chiều hôm nay sinh hoạt Phật pháp như thế này. Và những vị có những vị lo thức ăn, thức uống, trang trí, dọn dẹp vân vân, rất nhiều việc chuẩn bị, tuy rằng nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà phải có bỏ mới được. Thì mong đại chúng cũng hoan hỷ cho những gì chúng ta đang có ngày hôm nay. Và ở trong Phật pháp thì chúng ta luôn luôn trân trọng những duyên lành mà chúng ta có được. Mong đại chúng an vui trong giờ phút này. Pháp Hòa rất là vui được trở về đây thăm quý vị, và đặc biệt là được gặp nhau và còn vui vẻ sinh hoạt với nhau như thế này. Mong rằng duyên lành này tiếp tục mãi mãi, không có đoạn dứt nếu chúng ta còn tiếp tục quy hướng về Phật pháp.